Vâng, xin mời nghị sĩ Trần Lương. Xin chào tất cả các bạn. Tôi cũng phải nói trước rằng là cái đề tài hôm nay cũng như là cái nội trong cái buổi nói chuyện này, nó chúng tôi cũng tham vọng là nó ôm đồm một cái khối lượng thông tin rất là lớn. Không còn cách nào khác cả, vì từng trường phái cũng có thể trở thành nhiều buổi nói chi tiết và cụ thể, chứ chưa nói là cùng một lúc. Cái buổi này chúng tôi gộp từ chủ nghĩa ấn tượng đến hậu ấn tượng đến dạ thú đến vị lai. Tuy nhiên rằng là trên tổng quan ấy, thì tại sao chúng tôi thiết kế chương trình để nói thêm những cái điều anh Nguyễn Đức Thành nói, là vì cái hiểu biết về tiến trình phát triển của nghệ thuật ở những cái khu vực mà mới thoát ra khỏi những cái vấn đề xã hội là nó là còn những cái khoảng trống rất là lớn. Chúng ta chưa có một cái chương trình giáo dục nghệ thuật phổ thông. Trong cái câu hỏi mà các bạn khán giả gửi trước thì cũng đã có bạn đề cập đến cái việc là làm sao để đưa những cái giáo dục nghệ thuật cũng như là tiến trình phát triển nghệ thuật cơ bản vào trong cái giáo dục phổ thông. Ở đất nước chúng ta là chưa hề có những cái chương trình giáo dục chuyên nghiệp, nó cũng còn rất nhiều cái khoảng trống ở các trường giáo dục chuyên nghiệp mà chúng ta chỉ có được phổ biến và giáo dục một phần thôi, không có cả một cái tổng quan nhìn cái tiến trình phát triển nghệ thuật nói chung trong lịch sử nhân loại. Vì vậy mà với cái nỗ lực có thể được, chúng tôi không dám nói là mình có thể làm một cách hoàn thiện hoàn chỉnh, thì là từng bước trung tâm APD cũng như là bản thân tôi trong nhiều năm cố gắng là để nối lại ở những cái khoảng đứt gãy bằng cách này cách khác. Cái đề tài hôm nay về nghệ thuật hiện đại không phải là chúng ta lật về quá khứ, mà thực ra nó rất cần thiết để có thể thấy được cái điểm nối của nó với lại nghệ thuật cổ điển, thật hiện thực sang đến nghệ thuật hiện đại, và ngay tiếp theo sau nó là postmodern, là nghệ thuật hiện hậu hiện đại, chuyển tiếp sang nghệ thuật đương đại, một cái mà chúng ta đương ăn, đương dùng, đương phổ biến nó ngày hôm nay, gọi là contemporary art. Vì vậy mà với ba cái buổi này thì tôi muốn hy vọng là chia ra để mà nói được tạo cho mọi người thấy cái đường link giữa nghệ thuật hiện thực chuyển sang hiện đại như thế nào, rồi hiện đại nó phát triển ra sao, để cuối cùng đến nối sang nghệ thuật đương đại vào cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Để nói về nghệ thuật hiện đại thì ít nhất cũng phải nói đến bối cảnh. Dường như là tôi thấy rằng là qua những cái câu hỏi gửi trước cũng như là cái cảnh quan trong cái khu vực yêu nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật ở khu vực và đất nước chúng ta thì cái hiểu thấu đáo cũng khá là ít. Tại sao nghệ thuật hiện đại ra đời, ngay trong câu hỏi của bạn gửi trước cũng đã có người hỏi là tại sao mình đánh giá cái tiêu đề bài này đánh giá là nơi cá tính và tự do sáng tạo được giải phóng, mà nghệ thuật nói chung là luôn luôn giải phóng chứ, và các loại nghệ thuật khác trước đây và sau này cũng luôn luôn tiếp tục giải phóng cá tính, và tại sao lại đặt cho nghệ thuật hiện đại điều này. Thì tôi phải highlight qua một chút về cái lịch sử chính trị xã hội ở cái giai đoạn cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Các cái nhà xã hội học và những cái nhà triết học như là chính trị gia, họ vẫn luôn luôn đánh giá đi lại rằng là cái giai đoạn cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 cho đến năm 50 của thế kỷ 19 là một cái giai đoạn, một cái bước chuyển đổi kỳ vĩ trong lịch sử phát triển nhân loại. Và thậm chí nói quá lên, họ nói rằng là chưa thấy một cái giai đoạn nào mà nó thay đổi xã hội, quan niệm, mọi thứ lớn lao như vậy. Sẽ rất nhiều người nói rằng là nếu nói thế thì ngày hôm nay cũng đương thay đổi lớn lao, nhưng mà lúc đó nếu chúng ta nhìn lại thì thấy rằng là đi nghiên cứu đọc học tư liệu thì thấy rằng nó thay đổi rất là lớn. Tôi chỉ đưa ra một số cái dẫn chứng có tính chất sinh học thôi, chứ tôi không thay các nhà xã hội học hay là các nhà triết học để mà nói về cái giai đoạn một cái đề tài mà phải luôn luôn thay đổi, luôn luôn có những cái góc nhìn mới, và một cái đề tài rất là lớn.
mọi người nhìn lại giai đoạn cuối thế kỷ 18 và thế kỷ 19. Một vài chi tiết ví dụ như là ở giai đoạn đầu thế kỷ 19 thì còn chưa có cái từ khoa học. Cái từ khoa học chưa được dùng một cách nhà khoa học hay khoa học chưa được dùng một cách phổ biến. Và lúc đấy ai là người mà người dân bình thường nghĩ đấy là người làm thí nghiệm khoa học và thực hành? Chính là các nhà triết học. Nhà triết học lúc đấy, các triết gia lúc đấy đóng vai như nhà khoa học, tức là họ có cả những cái thực hành vật lý, những thực hành vật lý để đi chứng minh cái triết học của mình. Và chỉ khi mà có cái phong trào khoa học thực chứng nổi bùng lên ở đầu thế kỷ 19 và công nghiệp bắt đầu phát triển, thì cái khoa học, cái gọi là chung quanh cái ngữ cảnh của từ khoa học bắt đầu lớn dần lên, và nó làm ra một cái cuộc vừa mới mẻ nhưng mà lại vừa rất là confused, rất là làm cho rất là bùng nổ những cái suy nghĩ khác nhau và mở ra những cái hướng tư duy, những cái hướng, và cái triết học càng ngày càng thu lại như một cái ngành lý thuyết, một cái ngành tư tưởng lý thuyết, còn khoa học là một cái ngành mà có thể chứng minh, là thậm chí là tôn vinh khoa học đến mức độ mà cho rằng là có khoa học thì có thể chứng minh được hết mọi điều. Rồi là tôi nghĩ là mọi người cũng biết, nhưng cũng có thể nhiều người không biết rằng là đến tận giữa thế kỷ 19 mà Paris vẫn là một cái thành phố đường phố hẹp hòi, nó rất là có cái tinh thần của làng, những cái con đường lộc cộc xe ngựa, phố rất là hẹp, nhà cửa nhỏ bé, và chỉ bởi cái tác động của hai cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng Pháp và cuộc cách mạng công nghiệp, và nó làm cái mà tôi vừa nói là sự thay đổi lớn lao đấy, và Paris được cái tổ phá đi và xây những cái đại lộ, cũng như là có một cái hình ảnh nghệ thuật thống nhất như ngày hôm nay, rộng rãi và đẹp như ngày hôm nay, mà thế giới coi đấy là một cái kinh đô ánh sáng. Thế rồi là quan niệm về sở hữu kinh tế, thì trước thế kỷ 19 thì là quan niệm sở hữu kinh tế là quan niệm cực, ví dụ như là đền đài, ví dụ đất đai, ví dụ như là dân số, ví dụ như là các cái sở hữu được, sờ được và đếm được. Thế nhưng mà từ đầu thế kỷ 19, khi mà cái quan hệ kinh tế nó, cái khái niệm về kinh tế nó thay đổi, là bắt đầu có những cái khái niệm mờ, bắt đầu có những cái gọi là sở hữu những cái sẽ, ví dụ như là cổ phần, đấy, ví dụ như là cái đầu tư xây dựng nhà máy, rồi là đầu tư vào công nhân, bắt đầu công nghiệp, thì những cái là những cái quyền lợi kinh tế, những cái giá trị kinh tế sẽ nhìn thấy anh có thể đầu tư thắng hay thua. Thì cái khái niệm về chữ kinh tế nó thay đổi hoàn toàn, và lúc đó kinh tế bắt đầu can thiệp được vào chính trị và văn hóa. Thì những cái là những cái thay đổi rất lớn, là còn rất nhiều những cái khác, nói rất nhiều buổi mới hết được. Thế nhưng mà về cơ bản, để chúng ta nhìn vào cảnh quan tại sao nghệ thuật hiện đại ra đời, cái chuyện thành phố Paris xây lại đó tác động vô cùng lớn lao đến hình ảnh nghệ thuật hiện đại, tức là cái nguồn sáng thay đổi. Rồi công nghiệp phát triển, công nghệ phát triển thì bắt đầu có điện, rồi là giải phóng con người dân chủ hơn, thì con người không còn nằm trong những cái nguồn sáng được mặc định của nghệ thuật cổ điển và nghệ thuật hiện thực nữa. Rõ ràng khi ta xem tranh cổ điển và tranh hiện thực thì ta thấy rằng cái tranh nó khá là ánh sáng đơn tuyến và cái gam màu rất là chậm, màu nâu, đỏ nâu chậm. Thế nhưng sang nghệ thuật hiện đại thì nó là phá tung ra. Ở đây tôi có highlight cái từ ở trên cái screen màn hình mọi người nhìn thấy ngắn gọn là cái thay đổi nguồn sáng này, và nó được có cả những cái hỗ trợ của phát triển của khoa học, ví dụ như là hiện tượng tán sắc của quang phổ. Chúng ta thấy rằng cái vòng màu quang phổ nó hiện lên ở tranh ấn tượng, tranh hậu ấn tượng, rồi tất cả các nghệ thuật sau này màu sắc rất rực rỡ, ánh sáng chan hòa, con người được giải phóng ra thiên nhiên, đề tài rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều, nó không còn là giáo điều nữa. Trước đó hiện thực và cổ điển chúng ta thấy rằng là vẽ vẫn bị quy biệt bởi những cái đề tài hoàng gia, đề tài tôn giáo, thậm chí Rembrandt ở trong là trở thành nghệ sĩ hoàng gia là không được vẽ chính cái chân dung của gia đình mình, một cái tranh mà cả gia đình mình không được vẽ. Thế chẳng hạn thì nghệ thuật hiện đại chúng ta thấy đầy dẫy sau những slide sau này là nói câu chuyện hàng ngày, thậm chí là người nghèo, những người say rượu ngồi quán chẳng hạn là trước kia không bao giờ, rồi những cái điều tương đối cấm kỵ về chính trị là nó sẽ xảy ra những slide sau đây. Thế rồi cái cách nhìn thị giác rõ ràng nó thay đổi, cái phát minh ra máy ảnh nó cũng làm cho mọi người sững sờ và thấy rằng là
không cần phải vẽ hiện thực nữa vì ảnh nó làm thay rồi. Và rất nhiều nghệ sĩ lớn lúc bấy giờ nói rằng là đó là cái sự quyết định để cho modern art, cho hội họa được giải phóng và được không còn phải đi làm cái việc vẽ giống hiện thực nữa chẳng hạn. Thì tất cả những cái này là cái sự phát triển của công nghệ, khoa học và xã hội, kinh tế, quan niệm, nó đã thay đổi lớn lao toàn bộ xã hội nói chung. Trong đấy nghệ thuật là cái chứng chỉ phản ánh, thì nó nảy ra những cái như tôi có biết ở đây là từ chấm và vạch đến bóc tách mảng và khối, rời xa cái nhìn thấy và đi đến những cái phi lý và siêu thực. Cái tác giả đầu tiên mà chúng tôi nói đến là Trường Phái Ấn Tượng, thì phải nói rằng là nó không phải là người vẽ ấn tượng đầu tiên đâu, nhưng đây là cái người mà có thể đặt nền móng vẽ ấn tượng. Và chưa kể rằng cái từ ấn tượng ấy, nó cũng là một cái tai nạn rất là vui, tức là từ một cái tranh mặt trời lên của mặt trời mọc của Claude Monet, mà thực ra nó là một cái sự diễu cợt của một anh nhà báo khi đi xem tranh ấn tượng của cái nhóm này ở Paris, thì người ta diễu cợt và đương tranh hiện thực đã rất là đẹp, rất là ghê, rất chi tiết này, bây giờ mấy ông này quạc quạc phẩy phẩy trông mờ mờ mịt mịt rồi là nhem nhem nhúc nhúc và chê là nhiều. Lúc đầu là cái nhóm những cái người làm những nghệ thuật mới để bị chê rất ghê, và cái tranh này bị lôi ra thành một cái trò dè bỉm, và cái câu ấn tượng mặt trời mọc này là xuất phát từ một cái lời dè bỉm của một nhà báo phê bình, nhà báo viết về văn hóa rất là nổi tiếng Pháp. Cái sau đó chính thì cái câu, cái tên tranh này và cái câu phê bình này nó gây cho các nhà phê bình phải nghĩ lại một thời gian, và cuối cùng dùng luôn cái từ ấn tượng trở thành chính thống, trở thành tên Trường Phái Ấn Tượng. Tôi có thể, đây cái tranh này là cái tranh mà tôi vừa nhắc đến, ấn tượng mặt trời mọc của Claude Monet, và thật vô tình cuối cùng thì là nó trở thành tên luôn của Trường Phái Ấn Tượng. Rõ ràng là các nghệ sĩ là muốn bắt lấy cái thần của sự việc, của khoảng khắc, và nhiều hơn còn trao gửi cả cái tâm trạng của mình. Như quý vị đã biết rằng là xin lỗi anh Lương một chút ở đây, trong cái bức tranh bây giờ tôi muốn bổ sung nhân tượng anh Lương đang nói, tức là cái bức này là được như anh Lương nói, bây giờ chúng ta coi là một tác phẩm, một kiệt tác, nhưng mà thực ra lúc đấy là bị chế giễu, coi như không biết vẽ, tức là ai lại vẽ cái này, chủ đề thì chẳng có cái gì, chẳng có nội dung tôn giáo hay là huyền thoại bi kịch La Mã Hy Lạp, hay là người một cái vị quân vương hay một cái cô nàng nào đó, không nghiêm trọng, rất lăng nhăng và nhát bút thì loại vứt đi, cái này thì vứt đi rồi, không học hành gì cả. Thì các bạn, nếu mà chúng ta không có thời gian, thì chúng ta chắc là anh Lương sẽ có quay lại để thấy là cái thời kỳ, tí nữa anh sẽ quay lại cái trước cái thời kỳ này, vẽ phải rất cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, nếu không có thì coi không biết vẽ, nó vứt đi. Thế sau này chúng ta sẽ thấy là cái xung đột này nó rất lớn, và các họa sĩ này họ cực kỳ kiên quyết trong việc duy trì cái lối vẽ này. Và đến cuộc cách mạng là vì vậy, anh Lương nói cuộc cách mạng là vì vậy. Và thì chế giễu là ấn tượng nhé, ấn tượng quá, cái này khai thế thì cũng là thành cái tên của cái trường phái này, và rất nhiều trường phái khác cũng bị chế giễu ở thủ ban đầu như vậy, và cuối cùng tên thành tên trường phái. Xin cảm ơn. Vâng, nên là cái thực hành của các cái nghệ sĩ ấn tượng là họ không còn quá quan trọng vào cái đề tài hay là những cái mặc định, nên tôi còn nói cái từ là giáo điều để các nguyên lý giáo điều nữa. Và họ nghiên cứu ví dụ như là một cái hồ hoa súng này thôi, thì là Monet vẽ rất nhiều bản khác nhau, và những cái bản này nó phản ánh những cái điều kiện thời gian khác nhau, ánh sáng khác nhau, thời tiết khác nhau, thậm chí là tâm trạng khác nhau. Tâm trạng của nghệ sĩ buồn thì vẽ buồn, mà vui thì vẽ nó vui. Thì cái này là cái thay đổi rất ghê so với hiện thực và cổ điển, khi mà cái tâm trạng của nghệ sĩ được phản ánh khá là ít. Dĩ nhiên trong quá khứ không phải không có, nhưng những người là những người dị biệt về đại thể, là nó phải thể hiện một cái tâm trạng chung, đại tự sự của cái chung. Thì ở đây cái tính cá nhân nó vào rất nhiều. Ở đây là một cái tranh hoa súng khác. Rồi là ví dụ như là cái House of Parliament này của Monet, là ông ấy vẽ rất nhiều một series ở các cái thời điểm khác nhau trong ngày, rồi thời điểm tâm trạng khác nhau, hòa sắc khác nhau. Tôi lấy cái tranh này là một tranh điển hình mà tôi thấy thích nhất. Cái ánh sáng nó như rắc vàng, và nó rất ám ảnh, nó thậm chí nó có
có nhân tính ở trong ấy, nó có thái độ, nó có bản sắc con người rất mạnh mẽ ở trong đấy, và vẽ với một cái tác phong rất phóng túng. Và lúc bấy giờ thì cái quan niệm chung của xã hội coi đây là cái thứ nhăng nhít, vẽ không có cơ bản, vẽ sai, vẽ không có cơ bản, và bị chỉ trích rất là ghê gớm. Nên là khi đề năm là này, đề ví dụ 1900 đến 1991, quý vị nằm ở thế ở bên tay phải của màn hình, là vì đây là cả quá trình vẽ một series tranh này, nó còn nhiều phiên bản khác, chúng tôi không có thời gian để đưa ra hết, nhưng các bạn có thể copy những cái tên này và có thể thấy rằng là các tâm trạng khác nhau, các cái buổi trong ngày khác nhau nó tạo nên. Thế hay là cái tranh cái cánh đồng mùa hè này thì chẳng hạn, thì là Monet cũng vẽ vào cái thời điểm năm 1890, thực ra khá là gần thời gian với lại Van Gogh vẽ những cái cảnh cánh đồng có lúa vàng rồi có lụn rơm, và bút pháp mọi người có thể nhận ra là khá là gần nhau, nhưng không phải cứ cùng thời gian và gần nhau và họ có trao đổi với nhau đâu nhé, hay là họ có chia sẻ với nhau đâu nhé, và mỗi người họ đi về một hướng. Mặc dù chúng ta thấy cái giải phóng cách suy nghĩ, giải phóng cách nhìn, giải phóng cái mình nhìn thấy, rồi là giải phóng cái cá nhân cá tính của mình, là nó bộc lộ rõ ở trong một cái bình diện khá là rộng ở những cái người ở các nằm các quốc gia khác nhau và các hoàn cảnh khác nhau. Đây là cái tranh cũ hơn của Monet, thực ra chính là vẽ vợ và con mình đấy, với lại cái dù thì vẽ từ 1875. Ở đây bắt đầu là chúng ta thấy, sau mọi người sẽ xem tác phẩm như Manet chẳng hạn, thì mình thấy là cái thời gian nó trùng khớp, là cái cách vẽ ấn tượng lúc này còn gần với hiện thực hơn đấy, chẳng hạn cái những cái nét bút vẫn cố tả cái bảo ánh sáng trái sáng của cái mây sáng quắc ở trên trời chẳng hạn. Như vậy thì bút pháp đã thay đổi rất nhiều, không còn là hiện thực nữa. Nó có gió ở đấy, chúng ta nhìn thấy gió ở đấy trên cái bộ mặt của bà vợ, chúng ta nhìn thấy mây bay, chúng ta thì nhìn thấy cái cây cỏ này nó đương trao đảo, và đấy là cái tinh thần của ấn tượng, mà nó không còn cứng nhắc, nó không còn giống still life, giống tĩnh vật như là trong cái quá trình hiện thực cũ, nó ít sự chuyển động. Mặc dù là vẽ con ngựa chạy đấy, nhưng rõ ràng thấy nó như đóng băng ở trên không gian này, còn đây là rõ ràng thấy cái sự bay nhảy ngay từ cái gọi là chiêu thức, ngay từ cái cách cầm bút vẽ nó đã bay nhảy, nó đã tỏa ra được, đấy là sự thay đổi. Hay đây một tác giả khác là Renoir, một cái tác giả mà với tôi ấy, cái hồi sinh viên tôi ai cũng thích, nhưng sau thì tôi thấy là ông này, tôi nói câu này có ý vui thôi, nhưng trong lòng tôi thấy là khá là xến. Renoir khá là xến, mộng mị xinh đẹp, nhưng là một người rất điển hình, nói lên được cái cuộc sống của tầng lớp trung lưu ở Paris, rất là Parisian, một cái cuộc sống của thời kỳ hoàng kim, ăn chơi sang trọng, thỏa mãn sung sướng, con người rất là viên mãn, xinh đẹp viên mãn. Ông này cũng cùng trong thời gian, nếu mà nhìn năm ấy, chúng ta thấy là chính là cùng lúc mà cùng thời gian những cái tranh này cùng thời gian với Van Gogh, nhưng Van Gogh thì lại là xuất thân và tình trạng cơ thể, tình trạng cuộc sống, tình trạng lại khác, nó lại phản ánh một xã hội khác, nên hai cái cách tả là nó rất trái ngược, một đằng chi tiết mỏng mỹ mặc dù vẫn là ấn tượng, không còn tả thật kỹ như là hiện thực nữa. Tuy nhiên thì đây là cũng là một cái bức tranh điển hình về lễ hội, hội hè của Renoir, rất là Pháp, rất là niềm tự hào của người Pháp. Tuy nhiên thì ví dụ như là cái này cũng là một cái điển hình về ấn tượng, là dùng những cái dot đấy ạ, những cái chấm bút, là một cái cách mà tôn vinh cái nét bút có nhiều biểu cảm hơn của các nghệ sĩ ấn tượng, khác hẳn với các nghệ sĩ hiện thực là rất trau chuốt và tả bóng chi tiết, dùng những cái ánh sáng, những cái nguyên tắc của tả bóng sáng tối, dùng nguyên tắc sáng tối một cách rất là kỹ lưỡng. Nhưng sang đến bên ấn tượng thì cái sáng tối đó nó được chan hòa và nó được nhiều cảm xúc cá nhân hơn rất nhiều. Một cái tác giả khác là Edgar Degas, cũng là cùng thời điểm, ông này thậm chí là còn vẽ có một chút sớm hơn,
là một người chuyên vào cái cuộc sống đô thị. Những cái đề tài này nó cũng cho thấy như cái giai đoạn đầu tôi nói là cái sự thay đổi phát triển xã hội đấy, là đô thị hóa. Trong quá trình nói này tôi sẽ cài thêm những cái yếu tố mà nói rằng là cuối thế kỷ 18 và thế kỷ 19 là cái sự thay đổi lớn lao của cấu trúc xã hội, chính trị xã hội, kinh tế. Ví dụ như là dân số châu Âu ở cuối thế kỷ khoảng những năm 50 của thế kỷ 18 là có khoảng 150 triệu người, sắp xỉ 150 triệu, 140 mấy đấy. Nhưng sang đến giữa thế kỷ 19, trong 100 năm tăng lên 100 triệu, tức là tầm khoảng 250 triệu người. Và cái tốc độ đô thị hóa rất là cao cùng với công nghiệp. Vì vậy mà chúng ta thấy ngay cái đề tài trong tranh từ Renoir, cho đến đấy thành phố đây, toàn những vấn đề về thành phố, cho đến Degas sẽ là một xã hội khá là trung lưu trở lên. Ông này vẽ rất nhiều về ballet, rất nhiều cái tranh về ballet. Rất là đẹp, tập trung nó rất thể hiện cái thành phố, hay là cái tranh này của những gã từ 875 được là cùng quả tờ và vì thì nó phản ánh rất rõ cái đời sống đô thị, cái văn minh đô thị luôn đó, từ tóc mũ xì gà ô dù xe ngựa, văn minh đô thị cho đến cái đời sống của các vũ công, nó thể hiện cái đô thị phát triển. Và nó lẩn khuất ở dưới cả cái sự văn hóa được tôn vinh và phát triển, thấy rõ. Sang đến Edouard Manet, Manet thì lại là một cái người tại sao tôi để về sau nhưng của ấn tượng, nhưng thực ra ông này lại là trước cả Manet. Ông này mở mạng sĩ lượng tuổi hơn một chút, cùng thời với Manet, tức là có trước ấn tượng. Thì chúng ta thấy ngay trong cái cách tả những cái tác phẩm của ông này là gần với hiện thực. Đây là thậm chí là những cái tranh này nó lại phản ánh một cái sự cởi mở của chính trị, cũng như là cái quan tâm của nghệ sĩ đến các cái vấn đề chính trị xã hội là khác hẳn về thời kỳ mà được đóng khung, được quy biệt về đề tài hoàng gia, rồi tôn giáo, và những cái đề tài nào cấm kỵ thì không được phản ánh. Còn đây là cái cuộc hành quyết cái ông vua Mexico ở Áo, là một cái đề tài rất là gọi là cấm kỵ, gọi là rất khó, và nghệ sĩ thể hiện thái độ của mình dám vẽ ra thành bức tranh. Thì đây là những cái sự đột biến của cái giai đoạn mà người ta vẫn nói là nghệ thuật, vị nghệ thuật. Nghệ thuật thì chỉ đo viên mãn và vui vẻ thôi, chứ tránh những cái điều gì đau khổ, cái điều gì mà phê phán, cái điều gì mà hạt biện thì chẳng hạn là rất ít. Thì cái này đã xảy ra, tranh này vẽ từ năm 1867, hay là những cái tranh khác của Manet thì thấy rõ là còn ảnh hưởng của hiện thực rất nhiều. Tuy là cách tả này đã có manh nha của ấn tượng rồi, không còn có chiều sâu ánh sáng của rừng thẳm u, rồi là không còn có tiên bay, thú vật đi lại ở phía sau, không còn những cái gì đấy nó có tính chất hơi huyễn hoặc, hơi thần thoại nữa, và nó gần với hiện thực hơn ở trong đề tài. Rồi cách tả nó cũng bắt đầu phóng túng hơn, nét bút nhem nhuốc hơn. Nhưng tuy vậy thì rõ ràng chúng ta thấy hòa sắc cho đến đề tài, cho đến cái cách tả nó vẫn còn gần với lại hiện thực. Hay điển hình như là cái Olympia này thì đương thời nó là rất là gây tranh cãi về mặt đề tài, về mặt một cái phụ nữ quý tộc khoe các bộ phận cơ thể của mình dưới một cái dáng vẻ rất là gợi dục, chứ không phải là như thiên thần bay gọi là thanh thoát nữa. Rồi cái người hầu gái, người da đen nữa, nó là một cái tranh mà gây tranh cãi lúc bấy giờ rất nhiều. Nhưng rõ ràng đến ngày hôm nay chúng ta nhìn lại thì cái tinh thần của hiện thực về mặt bút pháp, về mặt quan điểm, nó vẫn còn tinh thần. Nhưng đây cũng là một cuộc cách mạng về tư tưởng lúc bấy giờ vào năm 1863, tức là rất là với giữa thế kỷ 18 thôi, thế kỷ 19 thôi. Thế nhưng mà có một cái tranh Manet này, chân dung này, thì nó có thể nói là điển hình nhất là ông đã thay đổi, ông đã chuyển sang ấn tượng rõ ràng. Và đây cái dẫn chứng Manet này để tôi muốn còn rất nhiều tác giả khác để nói cái quá trình
chuyển dịch, cái quá trình chuyển dịch từ hiện thực, từ cổ điển hiện thực sang dân, sang ấn tượng. Nó là một quá trình được tác động xã hội như trí thức cũng như là cái sự dũng cảm của nghệ sĩ rất nhiều. Nó là quá trình đau đớn và cũng hoành tráng thành công, chứ nó không đơn giản như chúng ta thấy đó. Nó vị nghệ thuật mà nó dễ xem, nó vui vẻ mềm mại như ngày hôm nay, những ai mà không nghiên cứu kỹ. Thế thì đây là cái dẫn chứng về Manet cho thấy cái sự chuyển đổi và để lên đến như là Monet, là cái người mà vẽ hoàn toàn ấn tượng và khẳng định nó một cách rõ ràng. Và đây là cái tranh chốt của chủ nghĩa ấn tượng rất là nổi tiếng và rất quan trọng là Seurat, Georges Seurat. Cái tranh này là một cái bằng chứng khoa học để chỉ ra rằng là những cái câu đầu ở bài viết cũng như là các cái kết luận của các nhà phê bình về cái chuyện mà giải phóng nguồn sáng, rồi là giải phẫu nó thành cái những cái hệ màu của quang phổ. Thì ở đây có thể giải thích là những cái bài hàn lâm của các cái chuyên môn để về cái tranh của Seurat này thì có thể zoom vào, focus vào để thấy rằng là ông ta không dùng một màu trung gian nào để vẽ cái tranh này. Ông ta dùng hoàn toàn những típ màu cơ bản: đỏ, vàng, cam, xanh, xanh coban, xanh da trời đấy ạ, và đen trắng, những màu trung gian. Và tại sao khi chúng ta nhìn cái tranh này, tranh này khổ khá là lớn, chúng ta nhìn cái tranh này chúng ta thấy vẫn có những cái màu trung gian, những cái màu nhẹ nhàng chuyển, nhưng thực chất ra đây là hàng nghìn, hàng vạn cái chấm nhỏ. Cái chấm nhỏ, nếu chúng ta pha những cái, đây chính là cái dot sau này của digital, chính là cái sự pha màu của nghệ thuật kỹ thuật số thôi, không có gì lạ cả. Những cái thực hành này có từ 1884 đến 1886, cái đây là một cái ví dụ điển hình rất hay. Khi mà chúng ta focus vào 1 cm² của tranh, chúng ta thấy là hàng ngàn cái chấm. Nếu muốn một cái chỗ màu xanh non như ở trên cái lùm cây như ở đây thì phải là rất nhiều cái chấm xanh lá cây đậm cùng với một chút xanh lam, xanh lục cùng với khá nhiều vàng chanh đấy chẳng hạn. Và nếu muốn cho nó không bị xanh quá rực rỡ thì lại phải có rất nhiều chấm trắng chẳng hạn, như ở khu vực này có một những cái chấm trắng. Thì các màu trung gian thực ra là của những cái dot kỹ thuật số đi gì đấy. Khi mà đi lùi ra xa chúng ta sẽ trở thành cái tranh nó vẫn được tản được vì những cái ra màu trung gian. Đấy là cái cách mà các nghệ sĩ ấn tượng đã sử dụng rất là phổ biến bằng những cái vạch, cái dot, những cái chấm, những cái nét cũ tạo thay đổi cái cách nhìn. Và lúc ấy nó giải phóng cái cách nhìn từ hiện thực sang những cái cách nhìn mà có cá tính. Ví dụ như hình của Seurat ở đây là rất là có cá tính. Nhìn tranh không cần nhìn chữ ký đã thấy là cái tạo hình của ông ta, nhất là cái phồng của cái váy soiree, cái váy lễ hội chẳng hạn, rồi những cái ô. Chúng ta sang cái post impressionism là hậu ấn tượng. Điển hình của quá trình hậu ấn tượng là nó có những cái tác giả rất rõ ràng mà khá nhiều người biết trong chúng ta, thì cái giai đoạn ấn tượng có thể chúng ta không thông thuộc lắm, nhưng mà ở ngoài văn hóa phổ thông thì biết rất rõ Van Gogh, biết rất rõ Paul Gauguin hay là Paul Cézanne. Cái hậu ấn tượng này nó cũng là kế thừa và mở rộng cái trường phái ấn tượng thôi. Tuy nhiên là họ bắt đầu sử dụng những gam màu sặc sỡ hơn nữa, tức là thoát khỏi cái ám chỉ của thị giác, con mắt người nhìn thấy, và đưa vào cái cảm thức, làm cường điệu nó lên, hoặc là để đẩy lên đến mức độ có thể nói được những cái vấn đề của cảm xúc nhiều hơn. Và cái cách vẽ sơn ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là về mặt kỹ thuật ấy, về mặt tí lực là vẽ sơn dày hơn rất nhiều. Những cái tác giả trước ấy, vẽ dot, vẽ chấm thế thôi, như Seurat để nói, nhưng mà cái tranh vẫn mỏng, cái chấm rất là nhỏ và sơn mỏng. Có thể vẽ sơn mỏng tức là họ pha sơn khá là loãng, nhưng vẽ sơn dày là sơn phải là nguyên chất từ tuyết, hoặc là phải nghiền nó rất là rắn, ít dầu lanh hơn để cho cái sơn nó có thể nằm được trên mặt toan mà nó không rút xuống. Ở đây sơn càng đắt tiền thì càng đứng sừng sững trên mặt toan mà giữ được cái form. Sơn càng rẻ tiền và công nghệ kém thì cái sơn ấy càng chảy. Cái này ai học vẽ thì vẽ sơn thì sẽ biết. Thế thì cái lớp sơn dày hơn, màu sặc sỡ hơn, và bắt đầu nhấn mạnh vào các đường nét của khối hình,
rồi là xa nữa là bóp méo form hình đi, bóp méo form đi theo cái cảm xúc của mình, làm tăng cái sự nổi bật của cá tính, và cái tỏ cái thái độ biểu hiện chủ nghĩa trong minh họa, tức là bắt đầu có cái tính biểu hiện vào rồi, chứ không còn là phụ thuộc vào cái hình tự nhiên nữa. Trong cái cách sử dụng màu và giải quyết đề tài, điển hình cái tranh hoa hướng dương này thì 14 hoa hướng dương của Van Gogh vẽ năm 1888. Tuy nhiên thì tôi trở lại, tôi có muốn nhắc các bạn một điều như này, cũng nói chung người yêu nghệ thuật chúng ta cũng bị một cái nhìn khá là dẫn dắt mũi bởi phê bình và sách vở phổ thông, bị dắt mũi, nghĩ rằng là các nghệ sĩ nằm ở trường phái nào thì họ cơ bản nằm ở trường phái đó. Thực ra không phải, nghệ sĩ họ không khép mình vào một trường phái nào cả. Họ khi họ thấy rằng là cái trường phái đó trở thành tuyên ngôn xã hội của họ, tuyên ngôn cá nhân của họ, thì họ sẽ bỏ nhiều thời gian làm nhiều hơn. Nhưng đại đa số các nghệ sĩ đều trải qua các giai đoạn. Những nghệ sĩ từ đầu đến giờ tôi chiếu mà các bạn nhìn thấy đều có giai đoạn vẽ hiện thực, hoặc đều học academy là vẽ hiện thực, và đều đã rất là giỏi trong cách tả hiện thực, có chứng minh hết. Nhưng vì những cái bài này quá ngắn, trong một thời gian quá ngắn mà chúng ta nói một vấn đề quá dài quá lớn, không để đưa vào hết. Nhưng ví dụ như Van Gogh ở đây là cái giai đoạn rất quan trọng ở mỏ than, ở một nơi rất nghèo, thì là đây là cách tả gần với hiện thực nhưng đầy cảm xúc của ấn tượng. Thế tuy nhiên là cái hình chúng ta nhìn thấy là một cái hình không thể nói là cái đôi giày của công nhân mỏ than này bịa ra được, nó phải từ hiện thực. Rồi cái gam màu cho chúng ta thấy vẽ 1886, hay là đây cũng là những bức tranh rất đẹp mà chúng ta, rất nhiều người còn bảo là đây có đây mà là Van Gogh à, nhưng mà vì chúng ta thiếu thông tin thôi, chứ những cái drawing, những cái giai đoạn vẽ ở mỏ than, đại đa số mọi người chỉ thấy cái mà tranh nổi tiếng nhất là cái gia đình ăn khoai tây mỏ than. Nhưng mà chúng ta bị truyền thông dắt mũi rất ghê, mà nó gọi là cái easy play version. Chúng ta muốn học nhanh, chúng ta muốn biết nhanh, và chúng ta cũng có thể, tôi nói cái này xin lỗi, nhưng mà chúng ta cũng muốn khoe là chúng ta biết nhanh, và chúng ta chỉ biết những cái mà truyền thông và những cái người giáo dục thật họ đưa ra, dần dần họ cứ dập khuôn và họ cứ copy paste, họ đưa cho chúng ta một cái Van Gogh là hoa diên vĩ, hoa và bầu trời sao đêm, chỉ có mấy tác giả là Van Gogh. Nhưng thực ra cái series Van Gogh vẽ ở mỏ than này siêu đẹp, đây là một dẫn chứng, chẳng hạn những người phụ nữ ở mỏ đường bê đồ là một cái tranh rất là đẹp, nếu có điều kiện xem ở bảo tàng Van Gogh ở Hà Lan, ở Amsterdam, hay là khá nhiều ở Paris có giải rác Mỹ, thì là chúng ta sẽ xem được toàn diện hơn cái thực hành của các nghệ sĩ. Nó cũng nói lên cái lịch sử sinh trưởng, đấu tranh với nghệ thuật, cuộc sống, sự dũng cảm, rồi rất nhiều vấn đề đau xót của đời sống nghệ sĩ nó được hiện hiện trên tranh như thế nào. Còn đây là những cái mà chúng ta khá là phổ biến biết về Van Gogh, khi mà cái nét vẽ cuồn cuộn bay lượn và nó giải phẫu ánh sáng ra thành quang phổ, và nó đầy cá tính, nó đầy sự cách mạng trong ánh sáng. Ví dụ mọi người nhìn thấy cái mảng màu cam ở má là một cái cách chơi ánh sáng tuyệt vời, thông minh và thiên tài. Đây là cái bức tranh mà khi ông ta vừa mới cắt tay, nó phản ánh cái câu chuyện mối quan hệ của Van Gogh với lại nghệ thuật. Van Gogh thế thôi, không điên rồ đến mức độ như chúng ta tưởng. Ông ta cũng hy vọng là ông ta sẽ xây dựng được một cái trường phái nghệ thuật, một cái ngôi làng nghệ thuật bởi những cái người tài năng của thế giới lúc bấy giờ. Và ông ta muốn hy vọng Paul Gauguin, là cái nghệ sĩ mà tôi sẽ giới thiệu sau đây, là sẽ gathering với ông ta, cùng tụ tập với ông ta để xây dựng ở Việt Nam nước Pháp lên một cái khu vực nghệ thuật tiên tiến. Nhưng cuối cùng cái sự không đồng ý của Paul Gauguin có thể trở, và cái sự cãi nhau của hai người này trong một thời gian ngắn khi Gauguin đến thăm Van Gogh đã trở thành một cái cú đột quỵ lớn lao, và Van Gogh cắt tay và sau đấy là rất buồn thảm. Có một cái chi tiết khác nữa về Van Gogh mà có thể cũng rất ít người để ý. Đây là người mà bỏ thời gian vẽ, từ khi cầm bút lên vẽ những cái bức đầu tiên ngớ ngáo nhất. Chỉ mới hôm qua thôi, ở trên tin của BBC, họ đưa một cái thông tin là mới tìm ra một cái bản vẽ tay bằng bút chì của Van Gogh ở trong một bộ sưu tập tư nhân, lần đầu tiên công bố vẽ cái người đàn ông đương vò đầu bứt tai được. Thì chúng ta phải nhớ rằng Van Gogh cả cuộc đời vẽ, từ khi cầm bút cho đến lúc chết bỏ bút, tất cả có 8 năm thôi.
từ năm 1882 và ông ta chết năm 1890. Tức là tất cả số lượng sáng tác rất khổng lồ, cũng như là những cái bức tranh mà bây giờ nó bằng cả một gia tài và cả thế giới ngưỡng mộ. Ông vẽ trong có 8 năm thôi, từ cái lúc bắt đầu cơ bản cho đến những cái tranh cuối cùng. Một cái lịch sử thực hành nghệ thuật rất là ngắn nhưng rất là vĩ đại. Đây là những cái bức tranh mà rất nổi tiếng. Đấy, bây giờ nó đã được số hóa rồi, nó được 3D, nó được làm thành phim. Một cái đời người rất là đau khổ, lúc chết là bệnh tật, không được yêu đương, có những cái tình yêu vô vọng, bạn bè bỏ rơi, bị trầm cảm, khó khăn với drug, với lại các cái loại. Xin bổ sung về anh Lương một chút, vì Van Gogh thì quá vĩ đại. Và chúng ta không phải vĩ đại vì mọi người ca ngợi, mà nếu bạn thực sự xem, các bạn sẽ thấy những tranh của những danh họa cùng thời kỳ đấy nó mờ nhạt hơn rất nhiều. Còn không biết vì sao thì các bạn sẽ có cái sự phân tích. Nhưng mà như anh Lương nói, nếu mà là người vẽ, chúng ta sẽ thấy anh Lương là họa sĩ, anh Lương biết vẽ liên tục như Van Gogh những cái giai đoạn trước khi chết là hầu như là ngày nào vẽ một bức như này. Và bây giờ là cứ 70 triệu đô với cả là 60 triệu đô, cứ ngày nào vẽ một bức như thế này, trăm mấy chục triệu. Ở đấy thế mà cứ liên tục như vậy. Và cái điều đau đớn là cái tranh của ông ý không được chấp nhận bởi thị trường nghệ thuật lúc đó coi như thường vứt đi rồi. Tức là ông này là thắng sổ, ông là thắng sổ, vứt đi rồi, đánh pháo này vứt đi rồi, không để làm gì cả. Mà ông em đồng theo thì rất là muốn là bán được một ít thôi để cho có tiền cho Van Gogh phấn khởi, nhưng không bán được bức nào. Cuối cùng là cũng bán một thằng nó mua hộ là một thái bức thôi, cuối cùng cả đời chỉ thế thôi, theo mua chứ không phải ai khác mua. Rồi, này chính là anh giả vờ, chính là ông em mua hai bức. Và chúng ta như anh Lương cũng nói ban đầu, Van Gogh xuất thân không phải một người ngơ ngác, không hề ngơ ngác, vì ông này vốn là gia đình là truyền thống là buôn tranh. Và buôn tranh ở Hà Lan là rất là giống như là tài chính ngân hàng ấy. Là rất là nhà là rất là quy củ bài bản. Thế nhưng mà đấy thì cuối cùng ông đi ông chuyển sang vẽ mà ông như vậy. Và những cái gì ông vẽ thì người ta sau này mới nhận ra được là đẹp. Đấy không phải là do các nhà chuyên gia nói đâu, các bạn cứ nhìn thôi. Các bạn xem, sau bạn xem tranh khác các bạn thấy nó khác hẳn ngay. Nó vâng. Ông ấy không hề ngơ ngáo mà ông là chỉ vì ông đi trước thời gian quá lâu. Ông đi trước cái nền văn minh của nhân loại lúc bấy giờ 200 năm, là ít nhất là 200 năm. Và cái bi kịch của những người đi trước ấy, trong lịch sử nhân loại rất nhiều. Và cái viết cắt tay. Và nhân viên nói rất quan trọng. Nhiều người bảo là vì điên tình với một cô gái. Không phải. Vì ông ấy bị hất hủi, coi như là loại vứt đi thì không ai quan tâm. Thì ông điên lên không phải như vậy. Đây là một cái mối quan hệ rất đặc biệt với cô gái. Đấy, và sau đó cô gái bỏ đi Haiti. Và Van Gogh thì cuồng điên cuồng lên như vậy. Hai người ở cùng nhau mà. Trong lúc ông ở trong bệnh viện thì cô canh bỏ đi và ông về thì ông rất là sổ. Thế nhưng mà người ta lãng mạn hóa câu chuyện thì người ta bảo do ông ấy thất tình với cái cô con, cái bà chủ, cái nhà trọ mà ông ở. Nhưng mà chuyện ấy nó nhỏ vì ông này suốt đời thất tình. Chuyện đối với ông mà ông thất vọng nhất là về cái chuyện cái ước mơ xây dựng cái avant-garde nghệ thuật, một cái trung tâm nó không thành, nó cũng thành bởi cái sự bỏ đi của cô canh. Vâng. Để tôi tiếp tục cái. Thế nên vừa mới nói đấy là cái người đây chính là cái người tác động đến Van Gogh và đã từng là người bạn thân và trao đổi về nghề nghiệp rất nhiều là Paul Gauguin. Sau đấy Gauguin bỏ đi Tahiti. Gauguin là một cái người mà có đầu óc của một triết gia. Ông ta luôn luôn hỏi về sự con người đâu đến, rồi con người being như thế nào, rồi con người sẽ đi đến đâu. Một cái người mà vẽ thì trông nó rất con người thường, rất là nghệ sĩ. Đây là hai cô gái ở Tahiti khi ông vẽ vào năm 1899. Đây thì sau khi. Rồi đây là self portrait, cái tập tự họa. Sau này khá nhiều người dùng cái tác phẩm tự họa chân dung của Gauguin này để minh họa cái nhân vật Alexis Zorba trong chuyện của Kazansky. Một cái câu chuyện khá là triết học. Và đến Nice thì là nó rất cái cách sống của Van Gogh. À, của cô canh cái ngang tàng của ông ta khá và ngây thơ ngang tàng khá gần với Zorba. Đây là một cái bức tranh rất đặc biệt, phải nói là một trong những cái bức tranh mà nó để lại dấu ấn rất đặc biệt của cô canh. Nó mang cả những cái huyền thoại của dân Nam Mỹ cũng như là cái tinh thần vẽ hòa sắc kỳ bí. Đây là cái bức tranh mà có thể nói là như là một cái tuyên ngôn nghệ thuật của ông ta vào những cái
giai đoạn muộn. Nó phản ánh luôn cái tư tưởng triết học trong đầu của Hugo Anh và đặt ra cái câu hỏi đấy: Where do we come from? What are we? Where are we going? Về những cái tác giả này thì còn muôn vàn đất để mọi người đào bới, tôi chỉ có highlight lên thôi. Một cái nhân vật rất quan trọng nằm trong cái quá trình hậu ấn tượng này, ta nói về Paul Cézanne. Paul Cézanne tại sao quan trọng? Chúng ta sẽ thấy manh nha của Paul Cézanne ở cái trường phái tiếp theo là lập thể ở đây. Mặc dù nó chưa rõ ràng, nhưng ví dụ như cái tranh này là con người đã bắt đầu hộp hóa, chia mảng khối, cái khăn giải bàn mọi người thấy nó rất là cực, cái tranh hai người chơi bài chẳng hạn, một cái cách tả bắt đầu nó phản ánh nền công nghiệp hóa, xã hội đô thị, và cái cách nhìn hình tượng hóa, đơn giản hóa, hình khối học hóa, bắt đầu nó manh nha ở cuốn Cézanne, mặc dù là hậu ấn tượng. Ngay cái tác phẩm Tĩnh Vật này thôi, nó cũng là tiền đề cho rất nhiều cái tác phẩm Tĩnh Vật sau này của trường phái lập này, mà tôi sẽ chiếu ở sau đây cho mình xem. Cái tác giả rất quan trọng nằm trong cái giai đoạn hậu ấn tượng. Cách vẽ phong cảnh cũng vậy, bắt đầu có hình khối, mặc dù nó chưa rõ nét nhưng bắt đầu là chặt có hình khối. Và một cái khác nữa, cái này hơi chuyên môn nhưng mà cũng dễ để đưa vào cái tài liệu phổ thông mọi người để ý, là những cái họa sĩ từ ấn tượng từ ấn tượng chuyển sang hậu ấn tượng là bắt đầu người ta dùng cái mà trong tiếng Pháp gọi là dessin, tức là cái nét viền đấy. Mà cái này không xảy ra ở trong nghệ thuật hiện thực với nghệ thuật cổ điển. Cái đó hiện thực là nó vẫn là để tả sáng tối, lấy sáng tối là chính để tạo ra những cái biên giới giữa vật này với vật kia, biên giới giữa không gian này với không gian kia. Thế còn những nghệ sĩ bắt đầu tự ấn tượng, đây ví dụ ở đây chúng ta thấy rất nhiều nét viền ở những cái lá Van Gogh chẳng hạn, đấy, có những cái nét viền cái áo đây, có những học trường Ecole Beaux-Arts Paris nên là dùng những cái từ pháp để chỉ những cái nét viền ở đây, rất nhiều nét viền thì cũng là những cái thực hành rất là khác với lại quá trình trước kia ở nghệ thuật hiện thực cổ điển, và giảm đi cái việc là phải bỏ công ra tả khối và sáng tối. Trên cái chân dung này rất nhiều nét viền ở đây, ví dụ như thấy cái thân đây là những cái nét viền, thì đây là những cái vấn đề thay đổi trong ngôn ngữ qua cái hậu công tua đấy, công tua thì hay dùng pháp là công tua đấy. Sau đây mình sang cái dã thú. Ở đây mình xếp dã thú sau hậu ấn tượng, nhưng không phải là những nghệ sĩ này là sinh sau đẻ muộn đâu. Đấy, ví dụ như là ảnh hưởng bởi Van Gogh với lại Paul Gauguin là rất rõ, là vì rõ ràng quý vị vừa xem tranh thấy là Gauguin và Van Gogh vẽ hòa sắc màu rất rực rỡ. Và cái độ contrast ấy, cái độ tương phản nó rất là cao, nên là cái tranh nó ấn tượng mạnh, nó đập vào mắt, nó đánh thức người ta ngay, nó chiếm hữu thị giác, chứ nó không có nhẹ nhàng để mình từ viên mãn để vào nghiên cứu và chiếm hữu thị giác. Thì đến dã thú thì nó mạnh hơn nữa, ví dụ như là sử dụng màu rất là mạnh bạo rực rỡ, các cái màu bổ túc được cạnh nhau. Màu bổ túc là gì? Là những cái cặp màu tương phản, là cặp màu được đặt cạnh nhau để tạo nên những cái hiệu ứng thị giác nó mạnh mẽ và nó bắt mắt, rồi là tạo hiệu ứng đối lập. Bút pháp thì rất là phóng túng và rất nhiều tính bản năng. Cái tranh đầu tiên này của Henri Matisse, một cái người mà ảnh hưởng khá rất là nhiều đến nghệ thuật hiện tại về mặt lý thuyết. Ảnh hưởng đến cả trường phái, ảnh hưởng đến con người, mặc dù là tranh ông ta cũng không phải là thực sự là một cái người làm cách mạng lớn lao gì đâu, ông ta chỉ nằm trong số những người đấy thôi, nhưng cái đời sống của ông ta, cách đối thoại, sống trong cái cộng đồng nghệ sĩ, ông ta tác động rất mạnh mẽ, thì là được tiếp nối bởi Van Gogh và Paul Gauguin, thì là cái trường phái dã
đã thú nó rõ ràng đã giải phóng màu sắc khỏi cái chủ thể, mở ra con đường mới cho nghệ thuật, chứ còn không còn dựa trên cái màu gốc của chủ thể mà chỉ làm cường điệu lên nữa, mà đây là giải phóng khỏi chủ thể. Và điển hình ví dụ như cái tranh chân dung này gọi là green light, là cái màu xanh ở sống mũi này này. Bây giờ thì chúng ta thấy bình thường các nghệ sĩ hiện đại Việt Nam vẽ cách này khá nhiều, nhưng chúng ta muộn hơn hẳn đến trăm năm. Không đến trăm năm thì nghe nó kịch quá, chứ muộn hơn 70 năm 80 năm. Nhưng mà đấy, từ thời đấy mà dùng cái màu xanh ở cái sống là một cái gì rất là mạnh bạo, rất là cảnh bạo. Rõ ràng khi nheo mắt lại hoặc chụp đen trắng thì chúng ta thấy đây là cái bóng có tối hơn, tức là nguồn sáng hắt hai bên ở trên nhiếp ảnh. Và chúng ta ngồi gương chúng ta thấy cái chuyện này rất nhiều, cái sáng, cái tối âm một chút đã chạy ở giữa sống mũi, nhưng đây là dùng một cái màu xanh. Thì đấy là cái. Nhưng ví dụ trong cái slide talk này tôi luôn muốn nhắc các bạn là tôi nhìn cái nghệ thuật hiện đại dưới góc độ của đương đại, dưới góc độ của tôi là một người nghệ sĩ đương đại cũng như một người hoạt động của ngày hôm nay, chứ tôi không đi vào lối mòn mà cái món easy play mà giới phê bình và báo chí vẫn đưa cho mọi người. Thì đây là một cái tranh mà của Matisse rất ít người biết, giai đoạn đầu của Matisse rất ít. Một cái tranh phong cảnh rất là đẹp, màu sắc khá là khác so với lại những cái hòa sắc mà Matisse đương dùng ở đây. Đấy, rất là rực rỡ, đủ hết các gam màu. Thì ở đây là một cái cảnh rất đặc biệt, và lại rất là đẹp, là bắt được hồn của một cái phong cảnh, một cái ngày nắng nhẹ ở trên một cái lối đường đi ở công viên. Thì tôi sẽ đưa thêm nhiều thông tin khác, cái tranh như là Van Gogh thì được cái series vẽ ở mỏ than, cái tranh mà không được nổi tiếng lắm, ít người để ý. Trở lại với Matisse, của Matisse này, ở đây Matisse một cái version mới hơn, để mọi người thấy lúc nãy tôi có nói là nghệ sĩ họ không khép mình trong một trường phái đâu, họ thể hiện, họ luôn luôn theo cảm xúc thể hiện, nó có giai đoạn phát triển của họ, luôn luôn họ không bị quan liêu ở trong một trường phái nào. Tư tưởng họ thay đổi, thực hành thay đổi, cái tay nhiều khi nó thay cái não, xong cái não lại đối thoại với cái tay, đấy là cái mà nghệ thuật không bao giờ bị lạc hậu ở trong phát triển xã hội cả, là vì nó là gần đây tôi có những cái bài nói rằng là nghệ thuật là cái phòng thí nghiệm phát triển xã hội, là cái điều rất đúng. Thế nên là tôi nhắc đi nhắc lại là các viện công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay là có viện nghệ thuật đương đại ở trong, ví dụ như MIT ở Boston hay là Nanyang Technology ở Singapore là họ, và khá nhiều trường khác họ đã lập ra, không hẳn là viện, họ đã lập ra những cái ban nghệ thuật đương đại, vì hoạt động nghệ thuật là một cái hoạt động sinh học, vật lý, tâm lý học, để mà cho học nghiên cứu soi chiếu. Thì đây cũng là một cái tranh mà rất ít người, không nhiều người biết, là tranh của Matisse. Cái tranh Matisse nổi tiếng là như thế này, hay như thế này thì siêu nổi tiếng. Ai cũng biết. Thì cái này là rất thương mại và easy play person đấy là version. Chứ như ví dụ cái tranh này là rất ít người biết, và một cái tranh rất đẹp, rất nổi tiếng và rất là bao hàm toàn bộ cái quan niệm từ figurative, từ đường nét cho đến đề tài. Ở trong này ở góc này cũng thấy cái điệu nhảy đây này. Đấy, một cái rất nổi tiếng như nó nằm đây. Và cũng phản ánh rất đúng cái ông này. Một cái ông mà nghệ sĩ cao ráo đẹp, trông như một nhà quý tộc, sống rất vương giả. Và luôn luôn coi mình nghệ sĩ phải được sống như một nhà quý tộc. Ông này ông trau chuốt từ cái điếu thuốc ông hút cho đến cái xếp ông đi trong nhà, cho đến cái áo khoác ở trong nhà. Và ông này một cái nghệ sĩ như một nhà quý tộc và một người rất có đầu óc. Gần đây, cách đây khoảng chục năm thì Museum Modern Art New York có tổ chức một cái triển lãm khá là chấn động, tên là Picasso Matisse. Matisse Picasso thì đúng hơn, Matisse lớn hơn Picasso cả chục tuổi. Và trước kia mọi người chỉ nghĩ là hai người này đồng nghiệp cùng ở Paris và có trao đổi thôi, nhưng sau những cái tài liệu tìm ra cũng như là những tài liệu có rồi, nhưng người ta nhìn nhận ra là cái quan hệ của hai ông này đã tác động đến cái phát triển nghệ thuật tại Paris rất mạnh, do cái đối thoại lý thuyết, do cái sự tác động đến cộng đồng anh em trong giới ở bên cạnh. Đây là một cái bức tranh rất đặc biệt của Matisse, phổ lớn. Còn đây, những cái này thì là những cái bức tranh khá là phổ biến của Matisse rồi, cái sự hòa hợp của màu đỏ hay là cái điệu nhảy số 2 này. Điệu nhảy thì có mấy cái điệu nhảy
ở các gam màu khác nhau, nhưng mà có thể nói là siêu nổi tiếng của Matisse. Matisse đặc biệt là cái cách thực hành nghệ thuật của Matisse nó gần với đồ họa, nó gần với lại thiết kế nội thất, nó gần với lại nghệ thuật công cộng, rất dễ áp dụng vào in, vào thiết kế đồ họa, vào trang trí đồ dùng, thiết kế vào các cái công trình công cộng. Và ông này thực sự là nổi tiếng một phần vì cả điều đó nữa. Và cái cách vẽ nhanh hoạt, ông có những cái series cắt giấy, những cái collage rất là phổ biến, rất là phổ thông. Có một cái tác giả mà phải thực sự đề cập đến là Derain. Derain là một cái anh Dương ơi, cho em trao đổi thêm anh ơi. Bạn ngụm trà đấy, nói không có sự bụng mệt. Okay. Anh dừng cái này cho em cái dạ thú để cho lúc anh uống trà em nói thêm mấy câu để mọi người chia sẻ về cái tên. Cái tên dạ thú cũng là một cái tên thú vị, giống như ấn tượng. Ở đây, đúng không ạ? Ừ. Đấy thì các bạn có thể thấy nó cũng là bắt nguồn từ cái sự phê bình. Mà rất ngẫu nhiên thôi. Chứ còn cái tên dạ thú bây giờ mình nghe có vẻ rất là lãng mạn, nguy hiểm và văn học. Nhưng mà bởi vì chúng ta biết là trong cái bối cảnh rất là khốc liệt, bây giờ chúng ta chấp nhận tất cả đây là những nghệ thuật chính thống rồi, nhưng mà ngày xưa ấy, thì lúc mà những ông vẽ như này thì coi như là không có học hành gì cả, không có cơm cháo, không nên cơm cháo gì cả, không làm được việc gì, và không phải là thợ vẽ đấy, không phải là người vẽ chân chính. Thế các ông này không được triển lãm ở trong cái nhà triển lãm xịn của Viện Hoàng Hàn Lâm Pháp về hội nghệ thuật của Pháp, cho nên là các bố lôi nhau ra một cái salon để treo tất cả những cái tranh kiểu này lên để mang tính phản kháng. Và cái nghệ thuật này bây giờ các bạn, cái điều mà chúng ta muốn cùng chia sẻ là chúng ta thấy ngày hôm nay đây là những kiệt tác đã được đỉnh cao rồi, nhưng mà ngày xưa những người này ấy, thì họ mình thấy sự can đảm của họ như thế nào, bởi vì họ bị ra bên lề mà họ sẽ mất toàn bộ sự nghiệp, họ bị coi như là khinh rẻ hay là họ bị coi thường, cái đấy là không dám, nhiều nghệ sĩ không dám bước qua điều đấy, chỉ vẫn phải đi theo những bậc đàn anh lớn. Cho nên là khi mà họ kéo nhau ra, họ treo riêng như này thì một người phê bình đến bảo là ôi tôi đến cái phòng tranh này mà bộ này tranh pháo nó thế này, nét nó cứ như thế này, rồi màu sắc nó cứ loạn như một bầy thú. Nhưng tôi bước vào tôi cảm thấy như một bầy thú hoang, tức là dạ thú đấy. Đấy thế thì tức là nó cũng là tính chê. Đây thế này, đây là thú hoang đây này. Đấy. Thế nên là và thế thì cuối cùng sau đấy thì cái bước đấy nó gây ra một cái sự sang chấn động, và cái bài phân tích đó, và thế là cuối cùng sau một thời gian thì người ta lại gọi tất cả những cái người như thế này thuộc về cái vẽ trường phái một màu như này, hình như thế này, nét như thế này là nhóm dã thú. Đấy thế thì về sau nó thành ra một cái tên, và như vậy chúng ta thấy ngày hôm nay, tức là nó là một cái ký ức, nó liên quan đến lịch sử, là đã bị bên lề, bị gạt ra bên lề, bị coi thường, bị mỉa mai. Nhưng mà về sau nó lại trở thành dòng chính, và chính những cái người mỉa mai, những cái nhà hàn lâm lớn, những bậc thầy lớn thì bị quên lãng và bị gạt sang một bên. Đấy thì nhân tiện mà nói về vì sao có tên là trường phái dã thú. Cảm ơn anh Thành nhắc cái chuyện này rất là quan trọng, là vì tên của các trường phái hầu hết lại không phải là tên có ý thức hay là tên hiểu theo nghĩa của cái tên đấy. Tôi nói rộng ra ở cái chữ nhân tiện anh Thành nhắc, là ví dụ như Dada cũng lại là một cái tên mà không có nghĩa. Hay là rất nhiều người hiểu, và hiện nay đại đa số truyền thông và thậm chí nghệ sĩ còn gọi là gì, nói lợi dụng cũng không rõ, nhưng mà còn hiểu nhầm về cái từ đương đại, và cho là nó nghĩa đương đại là đương đại, hoàn toàn không phải. Đương đại không có nghĩa, đương đại chỉ đặt ra là để khác biệt với hiện đại thôi, để cho nghiên cứu phê bình giáo dục, để cho thành một cái box riêng, như là Dada, như Impression, như ấn tượng, cũng là tai nạn mà thành tên ấn tượng thôi, hay là như dã thú này thôi. Nên là các cái tên trường phái nghệ thuật thì nên hiểu nó là một tên riêng, như là Lương, như là Nam, như là Thu, Thủy, là một cái tên riêng. Nó có nghĩa đấy, nhưng cái nghĩa đấy nó chỉ là rất là minor, nó rất là phụ. Cái cơ bản là tự nó tạo cho nó ngữ nghĩa. Tức là tự cái thực hành đấy nó đã tạo cho cái tinh thần, cho cái nghĩa của nó. Và mỗi một giai đoạn lịch sử lại hiểu cái ngữ nghĩa đấy chuyển dịch đi. Để chuyển dịch đi. Đấy. Nó rất là năng động, nó rất là flexible, nó rất là mở.
nó có lý thuyết mà, chứ nó không phải là cứng nhắc như rất nhiều người đường tận dụng, đường tuyên truyền sai về cái từ đương đại, hay là rất nhiều người trong quá khứ cũng đã hiểu nhầm những cái từ đã thu đa đa hay là impression này. Ấn tượng đây... nó làm cái gì đấy ghê gớm và kinh khủng, không có chứ. Tôi rất là muốn nhấn mạnh điều này, tôi nhắc đi nhắc lại rất muốn phổ biến cái này, bởi vì tự chúng ta thấy anh Lương và giới nghệ sĩ như những người thực sự mà gọi là nhận thức rõ các cái thuật ngữ này, thì các nhà báo viết về nghệ thuật ấy, và kể cả các nghệ sĩ thực hành thì không hiểu chữ đương đại, sai lắm, hiểu nghĩa đương đại là cái từ tiếng Việt ấy và từ tiếng Anh ấy, nó là trong cái nghĩa meaning, trong cái bối cảnh hàng ngày của nó. Tiếng Anh là contemporary, thì đấy là mình dịch là đương đại là rất đúng, tức là nó đang diễn ra, cái nó đang diễn ra. Thế thì vì thấy nhiều người đưa những bức tranh mà các họa sĩ vừa mới vẽ xong là đương đại, gọi là tranh đương đại, bởi vì là người ta nghĩ rằng là vừa vẽ xong mà, nhưng mà ông ấy thì vẽ chỉ là hiện đại thôi, thậm chí là vẽ theo kiểu trước thời hiện đại thôi, không được đạt được đến thời kỳ hiện đại, chứ còn chưa nói đến là đương đại. Thế nhưng mà là lại cứ bảo là hôm nay lại có triển lãm đương đại của các họa sĩ trẻ Việt Nam chẳng hạn, thì cái nghĩa đương đại nó không phải là như vậy. Nhưng mà rất nhiều nhà báo là bị sai, viết hẳn thành báo chí hoặc là bình luận phê bình, thì những người mà biết thì đọc một cái là biết ngay cái người này không nắm được cái thuật ngữ, cho nên là sử dụng là sai cả cuốn sách. Đúng anh Lương, có nhiều sách. Cảm ơn anh Thành, cái này kiểu gì tôi cũng sẽ nói vào cuối buổi hôm nay. Mình không nói với cái khía cạnh phê phán sự sai lầm, vì sai lầm trong xã hội và hiểu theo kiểu public, kiểu đại chúng, nó vẫn đầy rẫy cái sự hiểu nhầm đấy trong từ ngữ, trong văn học, trong khoa học. Nhưng mình có thể nói cái chuyện này có giá trị xã hội, có giá trị học thuật ở vấn đề sưu tập chẳng hạn, hay vấn đề tranh nào thì các bảo tàng họ sẽ sưu tập, tranh nào thì các khách sạn họ sưu tập, tranh nào thì các người chơi amateur sưu tập. Cái này nó cần phải hiểu rõ, nên những cái bài highlight lại lịch sử phát triển nghệ thuật này cũng cần thiết để chúng ta có một hình ảnh rõ hơn. Nếu những người nghệ sĩ ngày hôm nay mà vẽ như các nghệ sĩ hiện đại này, như chúng ta xem, hình ảnh này không thể đem đủ vì quá nhiều hình ảnh chúng ta không thể đem đủ. Nhưng chúng ta sẽ thấy là các nghệ sĩ hiện đại từ năm 1800, cuối năm những năm 1800 đến những năm 1900, đến giữa những năm 1950, trở về thế kỷ 19, họ đã thực hành bê bết các hình thức khác nhau, vô cùng tuyệt vời. Sau đây tôi còn tiếp tục sang vị lai, mọi người sẽ thấy thực hành của họ rất hiện đại. Mà nếu những nghệ sĩ ngày hôm nay mà còn làm như vậy thì họ chỉ phục vụ được trong một cái nhu cầu văn hóa trong một cộng đồng nhỏ thôi, còn không thể đi xa được, vì các bảo tàng họ sẽ không sưu tập cái thứ mà đã được mặc định ở trong bảo tàng từ trong văn minh loài người từ trước đấy 100 năm hay trước đấy 70-80 năm, thì họ không đi sưu tập cái đấy nữa. Nếu ai có thể cài cắm được vào yếu tố địa phương, yếu tố cá nhân một chút xíu, hình thức thì vẫn y hệt, thì có thể có những cái bảo tàng khu vực hoặc bảo tàng quốc gia có thể sưu tập, vì nó ghi lại dấu ấn của lịch sử quốc gia, chính trị, xã hội, hay có sự kiện hoặc mang tính sự kiện. Nhưng để nằm trong các bảo tàng của nhân loại thì không thể nào được, vì những cái bài như thế này mọi người thấy là đã thực hành từ trước lâu rồi. Nếu các bảo tàng họ sưu tập, họ sẽ tìm những cái mới, đúng không ạ? Những cái mà không có trước kia thì bắt đầu họ sưu tập. Đấy, phải nói thế cho rõ. Những cái này ảnh hưởng đến việc sưu tập và định hướng cho những người sưu tập ở tầm nào, và ta muốn cái gì. Ta muốn là hàng hóa thì ta mua những thứ số đông thích. Nhưng nếu để đi xa, có tính thanh khoản lớn trong tương lai, không có đâu. Điều đấy khẳng định. Đấy. Nên cái chuyện anh Thành nói là dùng nhầm từ đương đại bây giờ rất phổ biến ở Việt Nam. Nghĩ là tôi vẽ ngày hôm nay thì tôi là đương đại, không có. Cái tranh nếu nó không mới, nó không có tất cả những cái yếu tố, sau này ở bài đương đại chúng ta nói rõ hơn. Nhưng bài này chúng ta nói cài vào để nối sang bài đương đại sau, nhưng chúng ta không mất nhiều thời gian mà trở lại bài tiếp theo. Và tôi trở lại thì đây, ví dụ như là cái Sorrowful Landscape này của De Rang này, vẽ năm 1946, phải nói soi lúc đấy thì siêu đương đại luôn, rất mới. Nó có cả tinh thần của tranh Á Đông nữa, nó có rất nhiều tranh vẽ lụa hoặc là tranh ấn vàng của Á Đông. Và có một điều ngay từ đầu tôi không nói, nhưng bây giờ tôi mới nói rằng là cả cái trào lưu nghệ thuật hiện đại của phương Tây này, từ ấn tượng cho đến hậu ấn tượng cho đến dạ thú lập thể, cái ảnh hưởng rất lớn từ tranh in Nhật Bản, và chính họ công nhận. Thậm chí ngay trong tranh của Van Gogh có nhiều chi tiết
vẽ luôn tranh in Nhật Bản ở trong tranh. Có cái tranh chân dung của ông ta, có cái phông phía sau vẽ. Và ông ấy thực hành luôn, thậm chí ông chép luôn hoa đào tranh in Nhật Bản. Chép để giống như bọn tôi gọi là trong nhạc gọi là etude, bài thực hành. Hay là như bọn tôi gọi là những cái bài thực hành về bút pháp là chép luôn. Cái văn hóa Á Đông, điển hình văn hóa Nhật Bản, hay là một cái ảnh hưởng nữa là văn hóa dân tộc và văn hóa tôn giáo châu Phi cũng ảnh hưởng rất rõ. Cái chương trình, cái trường phái lập thể ảnh hưởng rất rõ tượng châu Phi. Đấy. Mà điển hình như cái tranh cô gái ở Avignon của Picasso lúc nãy tôi đã chiếu các bạn xem rồi, chuẩn bị chiếu cho các bạn xem, là nó gần như là nó tác giả công nhận là khi tác giả sưu tập một đoàn những cái tượng châu Phi bày ở nhà và thấy cái cách phạt mảng của họ, thấy cái cách chia mảng rất khúc chiết rõ ràng một cái chân dung áp dụng vào tranh. Thế nên cái ảnh hưởng của văn hóa truyền thống nó không mất đi đâu và nó vẫn còn đấy. Cái sự đứng trên vai của người khổng lồ tiếp biến văn hóa nó còn nguyên si, chỉ tội là cái hình thức nó sang màu nhiều hơn, trông nó khác, tự nhiên người ta bị confused thôi, nhưng mà đừng lại là khó. Cái tranh của Derain này là một cái rất là rõ cái ảnh hưởng văn hóa toàn cầu, là một trong những cái tác phẩm đột biến. Ông có khoảng 2 tác phẩm như thế này, nhưng vì cái thời gian hạn hẹp thì không thể. Trở lại với Derain thì ở đây chúng ta thấy cái still life ở bên này thấy rõ là nó ở nằm trong trường phái lập thể rồi, cái năm 6. Hay trở lại cái năm vẽ năm 20 của ông ta thì rõ ràng là nó là cái cầu nối từ hiện thực sang đến bên ấn tượng dã thú, là để rõ cái tinh thần của nó rất là rõ. Cái này cũng vậy thôi, nó có cái tinh thần những cái người phụ nữ tắm này có tinh thần khá gần về mặt tinh thần hình thức giống như Matisse, như lúc đấy quý vị xem những cái tranh phụ nữ khỏa thân ở ngoài thiên nhiên rất là hoang dã, rất là thoải mái, xã hội được cởi mở, được giải phóng, đề tài được giải phóng. Không phải là những thiên thần nuôi mà bay ở trên trời nằm trong các cái tận cổ tích hay là nằm trong những cái bức tranh tôn giáo nữa, và nó được ở một cái xã hội dân chủ hơn, phóng túng giải phóng. Hay đây cũng là một cái chân dung vẽ rất là thời gian rất là sớm, từ 1905 của Derain, nhưng mà nó đã thấy rõ cái tinh thần màu của dã thú. Ngoài tự nhiên thì không thể có những cái thân cây đỏ và một cái hòa sắc với cái màu xanh sậm rất là gắt như thế này, nhưng mà khi nó được phối hợp rất là nhuần nhuyễn và có tầng lớp nghệ thuật ấn tượng, nghệ thuật hiện đại đã bỏ cái phối cảnh đi và bỏ cái tầng lớp sáng tối đi, như lúc đầu tôi nói rất nhiều về chuyện là cố gắng tả sáng tối đi, nhưng với cách vẽ như này chúng ta vẫn thấy tầng lớp, vẫn thấy được những cái tầng lớp, tức là họ thể hiện rằng là tôi bằng phương thức khác, cảm quan khác, cách nhìn khác thì tôi vẫn có thể. Sang một cái tác giả khác mà rất là quan trọng, Flamins, ông này cho thấy những cái tín hiệu của những cái bước tiếp theo của phát triển nghệ thuật ngay từ 1905. Cái bút pháp khá là cuồng loạn, khá là tung tẩy. Chúng ta thấy cái cách vẽ như của Van Gogh, sơn dày bằng những cái màu tương phản lớn. Nhưng ở đây nó lại khác Van Gogh, ở chỗ là nó muộn hơn, nó khác ở chỗ là nó có tâm trạng, có cá tính tâm trạng, và nó khá là bắt đầu đa hướng, nó không còn chạy theo những hướng như là gió bay, mây thổi, rơm xếp như Van Gogh nữa. Nó vẫn còn khá là ở Van Gogh trông thế, vẫn còn lệ tự nhiên, vẫn còn cái gì đấy hơi hướng thân yêu của tự nhiên. Nhưng ở đây bắt đầu nó nhiều tâm trạng, nội tâm nhiều hơn, và nó tạo nên cái bước phát triển khác của nghệ thuật hiện đại chúng ta thấy ở đây. Hay là cái tranh bên cạnh về cái người phụ nữ trong quán bar, cái người thu tiền quán bar, cái cá tính nó rất rõ ràng, mồm ngậm yếu quốc. Hay là đây một cái tranh khác của Flamins, vẽ những cây dương, cái buổi tranh tối tranh sáng, nó rất nhiều tâm trạng, nó rất nhiều hồn phách của một cái phong cảnh. Nó không còn tả phong cảnh một cách đơn thuần như là hiện thực hay là những giai đoạn đầu của ấn tượng nữa. Một cái khác nữa, cái vườn cây trái là mình vẽ một cái màu không ai nghĩ là vẽ một cái vườn cây trái, một cái hoa sắc rất mạnh mẽ.
Và đây là một cái tranh rất đặc biệt, ít người biết, của Lamin, là cái snowstorm, cái cơn bão tuyết. Tôi vô cùng thích cái bức tranh này, và nó ảnh hưởng tôi rất nhiều trong cái giai đoạn tôi vẽ thời gian đầu. Một cái tranh mà nó đầy tâm trạng, nó phản ánh, thấy rõ cái bút lực, thấy rõ cái cơn bão tuyết này không phải chỉ ở ngoài đời, mà thấy rõ cái cơn bão tuyết trong tâm trạng của nghệ sĩ, trong tâm trạng của nghệ sĩ. Chúng ta sang lập thể, cái rất là nổi tiếng, Queen Bishop. Nó bắt đầu từ 1906, nó ảnh hưởng rõ rệt của chủ nghĩa dã thú. Nhưng mà rõ ràng là các đối tượng trong tranh bắt đầu sang một bước mới là bị mổ xẻ, phân mảng, cắt, có khối hình học. Những cái họa sĩ lập thể tiên phong thì có Jacques Braque, Picasso, Fernand Léger, và một người cũng có ít người để ý, những cái easy play version cũng không chịu nhắc đến là Van Grease. Van Grease là một nhân vật rất là gây tranh cãi và vẽ lập thể rất là đẹp. Trong cái không gian trong tranh lập thể được săn phẳng và không có hiệu ứng thị giác thì chiều sâu, theo như tôi nói từ đầu buổi giờ, rất nhiều gọi là cái chiaroscuro, tức là tiếng Ý nó ghép hai từ là xử lý sáng tối, chiaro và scuro là xử lý sáng tối, là cái mà rất là phổ biến ở trong nghệ thuật hiện thực như là nghệ thuật cổ điển. Thì những cái này là đến đây là gọi như là bỏ ăn cái sáng tối, cách xử lý kiểu cổ phối hợp nhiều góc nhìn khác nhau nữa, và đây là cái vô cùng mới, tức là người nghệ sĩ không vẽ ở một góc nhìn nữa, mà thậm chí là pha trộn. Quý vị sẽ được xem ở những cái slide tiếp theo là nhiều cái góc nhìn khác nhau, nó băm nhỏ ra xong ghép nó vào với nhau, phối cảnh thì bị phá vỡ, và có thể gọi một cách khác là phối cảnh di động, tức là cùng một lúc có nhiều phối cảnh. Đấy cũng là những cái rất là mới, như là cuộc cách mạng trong cách nhìn, cũng như cách mạng trong tư tưởng, và nó được hỗ trợ khi xem, chúng ta thấy hỗ trợ bởi cách mạng công nghiệp rất là rõ, cả cách mạng dân chủ lẫn cách mạng công nghiệp, nó phản ánh rất rõ ràng ở đây, khẳng định rõ được hơn tư tưởng của họa sĩ lập thể nghệ thuật không phải là sự mô phỏng tự nhiên nữa. Đấy, ví dụ như cái rất là early, là sớm của Jacques Braque, tranh phong cảnh, để chúng ta thấy cái đỉnh núi này nó ngoẹo như này là nó rất là cảm xúc, nó theo những cái movement của những cái nét quạc thành cây, của những cái khối tròn, chứ nó không còn bị tả hiện được nữa. Nó rất rõ cái tinh thần vẽ phong cảnh kiểu rất là mới. Hay là một cái study, một cái nude study thôi, một cái ký họa nude thôi, nhưng rõ ràng cái hình này không còn gọi được pop nữa rồi, mà nó được là nhập thần của cái nhân vật vào một cái nét vẽ mà nó không còn phụ thuộc quá nhiều vào cái đường cong cơ thể một cách mỹ mãn, một cách tròn trịa, một cách gợi dục. Phải nói là ví dụ như ở trong tranh của Renoir ở thời gian đầu Ấn Độ, nó khá là phúc pháp, nó khá là nữ tính, nó khá là phồn thực, chứ không nói gợi dục vượt quá lời, nhưng nó phồn thực. Còn ở đây là nó tâm trạng rõ ràng thể hiện quá nét. Thế rồi ví dụ những cái tranh nào fishing boat, những cái thuyền câu cá này, thì rõ ràng là được lập thể hóa, nó chỉ còn là cái phần hồn của nó đậu ở cái góc biển. Đấy, ở đây thì là những cái lập thể, cho ra lập thể nó trở thành một cái trường phái mà hầu như nghệ sĩ nào ở giai đoạn của này, từ cuối thế kỷ 9 đến đầu thế kỷ 20, đều thực hành cái cách băm chặt, giải phẫu hình khối thành những cái khối hình học. Rooftop ở Carret, hay là rất nhiều cái tĩnh vật, Ullin và Newshape. Ông này đặc biệt là những cái họa sĩ thời này là nó phản ánh cái đời sống thăng hoa của văn hóa và đời sống đô thị, và kinh tế đi lên, kinh tế bắt đầu can thiệp vào chính trị và xã hội và văn hóa. Như cái lúc đầu tôi giải thích cái sự bối cảnh chính trị xã hội của thế kỷ 19 ấy, thì là nó thay đổi rất lớn lao xã hội, nên là cái đề tài trong tranh nó cũng thay đổi. Thế rồi là duo, hai người được phối hợp chơi đàn hát. Sang Pablo Picasso. Picasso và Braque có thể nói là hai lão tướng, hai người founder của chủ nghĩa lập thể. Và hai người này thậm chí là cho mình cái quyền là cha đẻ, và khá là thậm chí còn có những cái tư tưởng muốn bao sân, muốn quản lý cái sự phát triển của cái giai đoạn phát triển nghệ thuật này.
Tuy nhiên rằng đây tôi luôn luôn đã từng nói ở những cái talk trước rằng là các nghệ sĩ thực hành rất nhiều giai đoạn khác nhau, chứ họ không trói họ vào trong một giai đoạn đâu. Picasso là ông ta trồm khá nhiều những cái trường phái khác nhau. Nên là đây là tôi đưa một số hình ảnh của giai đoạn màu sạch của Picasso, những cái tranh rất nổi tiếng ở thời gian đầu, năm 1903, 1905, rồi là giai đoạn màu hồng, 1905, cậu bé với lại cái tàu. Thì cái cách vẽ vẫn còn khá là gần với hình thực, rồi là chưa có khá nhiều, nó vẫn là gần với ấn tượng. Nhưng mà sang ví dụ như là 1907, một cái bức tranh siêu nổi tiếng mà như tôi vừa có nhắc đến ở trên là các cô gái ở Avignon, thì là lập thể rõ ràng. Và cái ảnh hưởng trên những khuôn mặt này, nếu mà có những cái bài phân tích, tôi có cả sách và mọi người có thể tự sớp, để ảnh hưởng cái mặt nạ châu Phi rất là lớn. Đấy, các bạn. Thì nó có tiếp biến những cái văn hóa truyền thống rõ ràng. Và giai đoạn này thì ông ta cực kỳ phê cái văn hóa bản địa châu Phi. Ông ta sưu tập rất là nhiều tượng châu Phi bày ở nhà, và nó được hiển hiện lên. Nó chấp cánh và nó hỗ trợ cho cái giai đoạn lập thể rất rõ ràng. Thế rồi là ví dụ cô gái với đàn mandolin. Đấy, các mảng nó được chặt và được hình học hóa như thế này. Lập thể không phải là kỷ màu rực rỡ như dã thú và như là ấn tượng đâu, mà lập thể thậm chí đi vào cái con đường mà vẽ đơn sắc. Đấy, ví dụ như là cái này của Brock đấy chẳng hạn. Đấy, những cái này khá là đơn sắc. Cái này khá là đơn sắc đấy chẳng hạn. Không phải lập thể là lại vẫn tiếp nối cái. Tuy nhiên thì vẫn có những cái tác phẩm màu sắc rực rỡ, ví dụ như Figure at the Seaside này của Picasso, cái tranh khá là nổi tiếng. Hay là những cái tranh này là rất là nổi tiếng. Portrait of Dora là cái người tình mà ảnh hưởng đến sáng tạo cũng như là tình yêu của Picasso rất nhiều. Hay là một cái sketch rất là phóng túng. Cái này là cái tranh nhưng mà với cái cách vẽ thảo rất là nhanh. Cái chân dung của cái anh Linh với lại cái tộc, cái này mình có thể gọi là lính ngự lâm, anh lính ngự lâm, cái tộc vẽ năm 68, rồi năm 36 một cái sketch khác rất là huyền thoại. Thì nó không hẳn là lập thể, mà nó cũng bắt đầu Picasso có những cái giai đoạn vẽ khá là huyền thoại, pha trộn các hình thức khác nhau, thậm chí là naive, thậm chí là rất là ngây thơ. Một cái tranh vô cùng nổi tiếng thể hiện một cái thái độ của nghệ sĩ hiện đại can thiệp vào chính trị rất là rõ ràng, và cái điều này rất là ít xảy ra trong lịch sử phát triển nghệ thuật vị nghệ thuật, là cái Guernica. Guernica này là cái tranh có thể nói là khổ lớn nhất của Picasso, dài gần 8 mét, cao 3 mét, gần 3 mét, dài gần 8 mét. Và nó thể hiện cái thái độ rất là phản kháng mạnh mẽ về chế độ độc tài phát xít Franco. Picasso thì chuyển sang Pháp từ đầu thế kỷ 20 rồi, vì cái chế độ phát xít ông ta không chịu được quản lý. Nhưng mà khi có cái cuộc thảm sát của máy bay của phát xít Đức cùng với lại phát xít Ý, cái trục phát xít lúc đó là Đức, Ý và Nhật. Thế nhưng mà phát xít Franco, độc tài Franco là cũng là đi theo. Và lúc đó chống lại những cái người có biểu hiện Cộng Hòa tụ tập ở Guernica, và cái cuộc thảm sát này chết gần 2.000 người. Và rất là khủng khiếp, đối với châu Âu lúc đấy là khủng khiếp. Và Picasso vẽ cái tranh này để trả lời, phản ứng lại cái việc mà chế độ Franco định mời ông ta tham gia một tác phẩm đại diện cho một cái hội chợ quốc tế nào đó ở châu Âu. Ông ta vẽ cái tranh này. Tranh này nổi tiếng và số phận nó đã chu du sang Mỹ, sau đấy để trở lại, được trả lại cho Pháp ở thời gian, trả lại cho Tây Ban Nha ở thời gian sau này. Juan Gris là một cái nhân vật rất là gây tranh cãi, một cái người Tây Ban Nha cũng di cư sang Pháp, không sống nổi Tây Ban Nha, trẻ hơn một chút,
và anh ta là một cái nghệ sĩ vẽ minh họa, vẽ đồ họa minh họa và minh họa sách, nhưng mà rất mê lập thể. Và sang Pháp một cái thì đến đồi Montmartre ở và tôn Braque và Picasso thành thầy của mình, thầy tôn sùng thôi, chứ các ông kia cũng không nhận hẳn. Thì giai đoạn đầu thì các ông kia welcome, nhưng mà có thể vì một cái người trẻ tuổi hơn một chút và lại khá thành đạt với lại lập thể và phát triển lập thể một cách có cá tính riêng và gây được ảnh hưởng tốt. Chưa kể là Juan Gris lại là người có lý luận, rất biết cách giải thích, giảng dạy, giải thích cho cái trường phái lập thể cũng như cái tư tưởng của mình trong tranh. Và đến mức rằng là Picasso bắt đầu ghen tị. Có rất nhiều câu chuyện về các mét mà chúng ta chỉ bị tuyên truyền bởi đường chính thống và chúng ta không biết mặt trái của họ. Picasso cũng có rất nhiều tính xấu, một cái người mà khá độc tài và ghen tị. Ông ta ghen tị đến mức mà ông ta nói ra mồm là ông ta chỉ muốn rời xa Gris rồi mà không muốn cộng tác nữa, cũng không muốn coi anh ta làm trò nữa. Rồi là tìm những cái cách để chọc ngoái ông này. Sau này ông này chết trẻ, Gris sống có ngoài 40 tuổi, chết trẻ vì bệnh. Và Picasso cũng ứng xử với một cái cách khá là đánh đá và có ý nghĩa, có cái tính phân biệt. Thế rồi ngay bản thân Braque, Jacques Braque cũng là người khá là hiền hòa và tốt tính, nhưng mà cũng cay với ông dân Gris ấy. Bất ngờ ở cái đầu năm 1910 đấy mà Braque tự nhiên bị sung đi lính Thế chiến thứ nhất, thì ông ta có phát ngôn ra mồm là bỏ sư, kéo mình đi lính rồi mình bị làm sao hay mình không vẽ được, rồi thằng Gris này nó trở thành cùng với Picasso nó trở thành hai đầu lĩnh của lập thể mất, tức là lo mình mất chỗ mất chức, cái thậm chí là như thế, và nói những cái điều tiêu cực về Gris. Thế nhưng mà phải nói là một người ít người yêu nghệ thuật chúng ta biết đến ngay cả châu Âu, nhưng ông này thì là tranh ở trong các bảo tàng lớn rất nhiều, ông ta vẽ tính vật rất là đẹp và ông ta làm cái hòa sắc của lập thể tươi tắn hơn khi chúng ta thấy lập thể của mấy người kia vẽ là khá là đơn sắc. Thậm chí là ông này còn đi ra đó làm tượng đấy, Halekin này, cái tượng cái người hề năm 17 rất là đẹp. Tượng lập thể là một điều rất khó, vẽ lập thể thì dễ nhưng làm tượng lập thể là một cái rất thách thức bây giờ. Và ở đây là cái nguồn sáng để thúc đẩy không gian ba chiều, nghệ thuật không gian chiều phát triển sau đó đến những cái thế hệ sau, là một cái điều rất là cách mạng. Hay là hai cái người Pierrot này cũng là những cái người diễn hài kịch của Ý, cổ truyền của Ý nhưng mà lang bạt ở bên Pháp. Tác năng Léger là một cái tác giả không thể thiếu trong cái trường phái lập thể, và một người lập thể cứng nhắc, một người lập thể mà thể hiện cái xã hội công nghiệp đô thị hóa một cách cùng cực. Thế là một cái bố cục máy móc năm 23 chẳng hạn, hay là con người được lập thể hóa, những cái diễn viên múa dance, hay là ba người nhạc công vẽ được kiểu lập thể, nó khá là đồ họa, nó khá là cứng nhắc, chia mảng khối rõ ràng, rất là khúc chiết, tạo bóng vờn, tạo khối phồng lên nhưng mà rất là ảo. Hay là một cái tranh mà rất ít người biết, vẽ Mona Lisa với lại chùm chìa khóa của Léger, những cái tranh rất là đẹp, bố cục với lại ba cái nhân vật khác nhau, The Three Figures, hay là tranh khác Adam Eva vẽ năm 35 đến 39. Những cái tranh này đều đi theo series cả. Cái đặc biệt cái tác giả Phan Đăng Léger này cũng là một cái người mà ảnh hưởng đến cái nền mỹ thuật công nghiệp của các nước xã hội chủ nghĩa của Trung Mỹ, ảnh hưởng đến cái đội Siqueiros rồi là Rivera, ảnh hưởng đến Việt Nam rõ ràng, cái cách vẽ của trường mỹ thuật công nghiệp ảnh hưởng rất là rộng rãi trên thế giới vì nó được hình được quy biệt ra, có bóp méo, rồi là rất dễ để in đồ họa, rất dễ để làm thành tranh tường, thành mosaic để ghép, đâm ra là cái ảnh hưởng rất là lớn lao đến cái những cái loại nghệ thuật nó có tính chất hơi đại chúng, hơi tuyên truyền quảng bá, nó dễ copy, dễ scan nó lại chứ nó không bị những cái nét bút lươm nhơm khó khăn như là ấn tượng ở trước kia, nên là nó rất dễ phát triển. Đấy, ví dụ như cái tranh bên nhà máy ở bên tay trái của màn hình thì sau này nó ảnh hưởng đến đồ họa của các nước xã hội chủ nghĩa rất ghê, đến Nam Mỹ, ảnh hưởng đến tranh tường ngoài trời,
Việt Nam ảnh hưởng vô cùng luôn. Cái người mê Phan Đăng Lê Gê ở cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa rất là lớn, số lượng nghệ sĩ mê rất lớn. Đấy là cái composition của cái hai cái anh thủy thủ ở bên cạnh. Chúng ta sang đến Vị Lai, một cái trường phái cuối cùng của buổi hôm nay. Một cái trường phái rất đặc biệt mà tôi rất yêu thích, và phải nói là cái thay đổi tư tưởng của nó rất là mạnh mẽ. Nó phản ánh cái sự đô thị hóa đến mức độ mà bắt đầu, và công nghiệp phát triển đến mức độ mà bắt đầu tác động đến tâm trạng, đến tâm lý, đến cái nhìn. Cái tượng đầu tiên của Goscinny này có thể nói là cũng ảnh hưởng đến Việt Nam. Nếu quý vị search trên mạng cái tượng Nguyễn Văn Trỗi của ông hiện tại quên tên, một cái tác giả rất là nổi tiếng, điêu khắc gia của Việt Nam, ảnh hưởng rất rõ ràng đến các cái tượng đài, các cái tượng công cộng của khối xã hội chủ nghĩa, cũng như là các cái nước mới giành độc lập, bóp méo khối, làm cho nó, thậm chí là cái này nó lại cũng là tiền đề và nó hỗ trợ cho những cái trường phái nghệ thuật chuyển động. Và trong đấy có Marcel Duchamp là cái người sau này nối từ hậu hiện đại sang đương đại, là rất rõ ràng. Nên cái chủ nghĩa Vị Lai này nó vứt bỏ truyền thống và tán dương thế giới hiện đại một cách đặc biệt, văn minh đô thị máy móc, và cái vận tốc, rõ ràng chúng ta thấy vận tốc ở đây luôn luôn muốn thể hiện những cái đường di chuyển, những cái mà nó gây hình ảnh bị mờ chật, đấy, nghe mờ. Nó gây rất là tranh cãi, thậm chí là bị quy chụp cho cái chủ nghĩa này là theo phát xít, nhưng mà thực ra đấy là cái cách nhìn của một số cái thể chế độc tài muốn chống lại thôi, chứ không, những người nghệ sĩ này họ không có cái chuyện đó. Và nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến hậu hiện đại sau này. Thì tôi có thể bỏ qua vì thời gian, cái tượng Nguyễn Văn Trỗi. Ví dụ cái Passing Train này, cái này là cái khá là early của ông Goscinny, nó cũng đã có cái tinh thần bắt đầu hơi ma mạnh, mượn mà, nhưng mà cái Passing Train này chẳng hạn thì cái tàu chúng ta không nhìn rõ, cái cảnh quan này chúng ta chỉ nhìn thấy cái khói thôi, tức là bắt cái hồn của cả một cái bình nguyên với cái tàu chạy qua, hay cái tranh phong cảnh này là một cái tuyệt vời, cái đồng hoang này rất là tuyệt vời. Cái phong cảnh này nó không còn phong cảnh nữa mà chúng ta thấy có cả cái sự hồn phách ma mãnh của thời tiết, của cái tâm trạng, của tâm trạng sâu kín con người. Cái cách vẽ bút khô này là một cái cách vẽ rất đặc biệt, một cái technique rất đặc biệt, không phải đơn giản mà ra được như thế này đâu. Thì nó xốp nhiều tầng lớp và nó có hồn phách trong đó. Hay đây một cái tranh phong cảnh khác thôi, nhưng mà nó vô cùng, nó có nhân tính, nó có câu chuyện, nó có cái giác quan thứ 6 ở trong đấy. Nhưng chỉ vẽ cây thôi. Đây là một cái cách bút khô vẽ nhiều lớp. Hay là cái này thì là một cái tang chế, một cái tang để nó cũng rất rõ, nó rất là thể hiện tinh thần vật lý của những cái kỳ vĩ năm 1910 nhá, rất là sớm nhá, chứ không phải là đây, cái này 1908, tức là Vị Lai này, nó Vị Lai này là một cái, hay đây là một cái điển hình nhất của Goscinny, một cái tác phẩm Vị Lai mà có thể nói là nếu mà tôi bốc cái tác phẩm này ra để vào trong cái bộ sưu tập tranh đương đại của những người đương sống hiện nay và đương rất hot, tầm 50 đến 60 tuổi, trong bộ sưu tập Sắc Chi chẳng hạn, thì cái tranh này cảm giác không có lạc hậu hơn một chút nào cả so với những cái tranh đương đại hiện nay. Tức là một cái bước nhảy vọt về cách nhìn, về kỹ thuật, về phép tính. Ông ấy vẽ một cái series về City Rise, cái sự thay đổi của đô thị, cái sự mọc lên của đô thị. Nó thay đổi con người ở trong như thế nào? Cái vận tốc hay cái di chuyển con người nó không còn theo cái bước đi bình thường nữa, nó bị cuốn theo tất cả cái cấu trúc phức tạp của các công trình kiến trúc, của một loạt những cái tư tưởng sự mọc ra, một loạt những cái sự đối kháng về tư tưởng, như là cái đường hướng nghiên cứu khoa học, và cũng là cái lúc mà người ta bắt đầu xem lại cái sự thống trị của chủ của Darwin, đấy, của cái tiến hóa của Darwin, mà rất là phổ biến trong thế kỷ 18 và đến giữa thế kỷ 19. Thì đời sống, cái sự chứng thực khoa học nó đã trồm lên và nó thay đổi triết học rất nhiều, cũng như thay đổi cái nhìn trong xã hội. Một loạt cái State of Mind này, ông cũng vẽ một loạt cái tranh, nó như một series luôn, về những cái tâm trạng khác nhau, cái trạng thái tư tưởng, tư duy khác nhau, bằng
bằng không gian hai chiều, bằng tranh vẽ. Thậm chí là rất là khủng khiếp là ông ta làm tượng vị lai, pha trộn giữa hình thức lập thể rồi chuyển động. Rồi cái mà lúc nãy tôi có nói là trẻ cái phối cảnh ra với cái cảnh chuyển động, cũng là cùng một tác phẩm mà dưới nhiều góc nhìn khác nhau được thể hiện một lúc. Cái này sau này ảnh hưởng rất nhiều đến những nghệ sĩ Việt Nam sau này, cũng có những người sáng tạo cùng một lúc thể hiện những góc nhìn khác nhau. Ví dụ Nguyễn Xuân Hoàng rất hay vẽ cái sân dung mà được trẻ các góc nhìn. Thì đây từ năm 1913 nghệ sĩ làm, và rõ ràng chúng ta thấy cái ảnh hưởng cho đến Francis Bacon, các thứ ảnh hưởng rõ ràng. Nó có cái sự phát triển rất là nhịp nhàng của nghệ thuật, chứ nó không phải là những cái đột biến gì cả. Thế sang Giacomo Balla này cũng là một cái tác giả Ý. Vị lai thì đại đa số những cái nghệ sĩ vị lai, cái nhóm lớn nằm ở Ý. Và có thể người ta cũng phụ cho cái việc là ủng hộ phát xít, Mussolini là vị lai. Phát xít sau này là cái con chó mà đi nhiều chân này là thể hiện cái sự chuyển động. Và nó liên quan đến một cái tác phẩm cùng thời rất nổi tiếng của Marcel Duchamp mà tôi sẽ nói ở cái bài sau bài này. Tiếp theo, nó đều có liên quan nhau về Marcel Duchamp mà nằm ở bài, thì sẽ có là cái người phụ nữ khỏa thân đi xuống cầu thang này, cái tác phẩm mà vô cùng điển hình của Duchamp. Tức là các nghệ sĩ bắt đầu nhìn thấy cái sự chuyển động ở trong tranh vẽ hai chiều, chứ không còn bắt một cái hiện tượng được xảy ra và đóng cứng nó lại nữa, và cố gắng thể hiện nhiều hơn. Thì những cái tiên tri hay là những cái cách nhìn mới của vị lai, nó là một cái bước phát triển rất mạnh mẽ. Number in Love, cái này cũng là một cái thứ phối cảnh nó rất là đồ họa, nhìn nó vẫn là tranh hàn lâm, nhưng mà trước kia là người ta rất khá là kỹ cái vẽ phối cảnh của những đồ họa. Hay cái này thực ra một cái tác phẩm mà tôi tần gần tôi định bỏ đi là vì hòa sắc của nó hơi xanh đỏ và nó không được đẹp lắm, bố cục thì nó khá là đồ họa, khá là máy tính. Thế nhưng mà nó rất điển hình cho vị lai. Cái tên đó là cái khoa học chống lại cái sự mù mờ năm 1920. Nó rất nói lên cái tâm thế của con người ở thế giới phát triển đô thị và khoa học vị lai và dân chủ. Russolo này cũng là một tác giả vị lai Ý. Đây là tác phẩm trước kia của ông ta. Vị lai ở đây nó vị lai về mặt tư tưởng thôi, còn cách vẽ thì chúng ta sẽ thấy ở những tác phẩm sau, vì cái này vẽ rất sớm 1909 nhậu này, thì những cái này là thể hiện rõ cái vị lai. Lampi tiếng Ý là kia xét, thì cái cách diễn tả nó vô cùng tinh vi bằng những cái đốt chấm như là hậu ấn tượng hay là như ấn tượng, nhưng mà nó lại được tả cùng với phối cảnh, nó pha trộn khác hẳn với ấn tượng là làm bẹt đi, bắt đầu ít phối cảnh đi, không gian phối cảnh ít đi, chiều sâu ít đi. Thì đây lại vẫn có chiều sâu nhưng vẫn dùng vạch và đốt chấm để tả. Thế là nó ra một cái tinh thần rất là tinh vi của vị lai. Hay là cái này cũng điển hình là cái sự đóng khối của xương, của sương mù, nó thành đóng khối của sương mù tạm dịch như thế đó. Thì nó cũng tỏ ra một cái cách nhìn của chủ nghĩa vị lai nó rất rõ, nó có một cái điểm đi về phía tương lai. Trong này có một cái tác giả rất đặc biệt là Malevich. Vị lai không phải chỉ có Ý. Thế mọi người cứ bị Easy Play nó nói vị lai có ở Nga, có hẳn một cái vị lai cùng thời, không muộn hơn, phát triển rất mạnh ở Nga. Và đây là một cái người điển hình có tư tưởng, người mà có thể nói là tác động mạnh mẽ đến nghệ thuật hiện đại sau này. Những cái người mà hiện nay thích Rocco ấy, với tôi ấy, Rocco ấy khá là sến, khá là bắt mắt và khá là dễ nhai, là món ăn dễ nhai, chứ không phải một tác giả trừu tượng khắc nghiệt và tạo ra được những cái bước nhảy vọt. Trong khi Malevich từ năm 1912-13 vẽ lập thể như thế này, nhưng những cái bức tranh khác của Malevich là rất kinh khủng, và ông tự coi ông là cái người của cái trường phái chuyển khỏi vị lai và chuyển sang trường phái tối thượng. Cái trường phái đấy nó có cái tên là Suprematism. Tác phẩm số 18 là Construction, vẽ năm 1915, và ông coi đây là những cái bố cục tối thượng. Hay đây cũng là một cái khác, một cái bố cục tối thượng khác, vẽ năm 16. Những cái tác phẩm này trở thành những cái đinh điển hình trong quá trình phát triển của nghệ thuật hiện đại,
và nó đều nằm trong các bảo tàng rất lớn, nằm ở MoMA rồi ở Chicago Museum, các bảo tàng là ở chỗ đó. Và đây là có thể là kết của những cái bài này là Malevich vẽ từ năm 1915 là cái miếng vuông đen. Đây là một cái cú sốc về mặt quan niệm nghệ thuật, và nó bắt đầu tiếp cận cái mà sau này chúng ta có và tiếp nối sang đương đại gọi là tối giản, hay là cái tiếp theo là bố cục tối thượng trắng trong trắng. Cái tranh này lâu ngày thì nó bị mốc và nó bị xuống màu, và chúng ta càng nhìn rõ hơn cái trắng trong trắng. Chắc là cái lúc ban đầu mới vẽ thì nó rất là khó nhìn, nó chỉ thấy một cái bo thôi để tỏ ra hai màu trắng ở trong. Như anh Thành cũng đã có nhắc, và tôi có nhắc rằng là nghệ thuật hiện đại trong lúc đương thời luôn luôn bị người ta coi là những cái thằng rồ hay là thằng chẳng biết vẽ, không vẽ được hình rồi bây giờ đi vẽ mấy cái hình vuông vuông là nhau, hay là những cái người mà hoang tưởng. Nhưng mà thời gian lùi lại thì người ta đóng dấu cho những cái phát triển nghệ thuật sau này, và những cái thực hành này của Malevich thì rõ ràng là con đường mở rộng ra cho concept chủ ảo sau này, nghệ thuật khái niệm, và đi trước một chút để mở ra concept chính là nghệ thuật tối giản. Đến đây thì tôi cũng kết thúc cái bài nói chuyện này, vì chúng ta không còn nhiều thời gian để cho, nếu các bạn không bận thì chúng ta có thể extend cả nửa tiếng sau cũng được, cho đến 12 rưỡi. Nhưng bây giờ là chuyển sang Q&A, và mời anh Thành có thể là bắt đầu lead Q&A. Thì chúng tôi cũng có một số câu hỏi các bạn đã hỏi từ trước, và tôi đã bỏ thời gian đêm qua tôi trả lời các câu hỏi này. Trong một số câu hỏi này nó có những câu hỏi liên quan đến những bài sau, bài số 2 và bài số 3 của cái series về nghệ thuật hiện đại này, đối sang đương đại này, thì câu hỏi sẽ được trả lời, các bạn hỏi trả lời. Rồi có những câu hỏi mà có thể trả lời ở bài hôm nay, ví dụ có một bạn hỏi là nghệ thuật đương đại, hội họa đương đại có triệt tiêu hết cả cái kỹ năng và cái những cái huyền bí, những cái kỹ năng của quanh tiêu của nghệ thuật hiện đại hay không, thì những câu hỏi này là sẽ được trả lời ở trong bài của về nghệ thuật đương đại, tranh đại nó như thế nào, nó khác như thế nào. Nhưng mà ngắn gọn thì tôi có thể nói rằng là không có cái gì tồn tại mãi cả. Kỹ thuật và phương pháp và kỹ thuật của nghệ thuật không tồn tại vĩnh viễn. Phương pháp nghệ thuật không phải là nghệ thuật, và nghệ sĩ và nghệ thuật tạo ra phương pháp và tạo ra kỹ thuật để phục vụ cho tư tưởng ý đồ của mình. Nên là nghệ thuật thời nào có phương pháp và kỹ thuật đấy. Chúng ta không phải, nhiệm vụ của nghệ thuật đương đại bây giờ không đi duy trì cái phương pháp và kỹ thuật của nghệ thuật hiện đại làm gì cả. Những ai còn vẽ nghệ thuật hiện đại ngày hôm nay, kể cả nổi tiếng bán chạy, thì cũng chỉ là ở trên gọi là nối tiếp, nối dài thôi của nghệ thuật hiện đại thôi. Chứ nếu làm nghệ thuật đương đại thì người ta phải có phương pháp kỹ thuật khác. Vì sao? Vì đời sống dân chủ, công nghệ thay đổi, nhịp sống thay đổi, tâm sinh lý thay đổi, và nó có kỹ thuật và phương pháp khác, không phải duy trì cái đấy nữa. Thời nào nó sẽ có kỹ thuật. Chưa kể là chuyển sang làm video art hay nhiếp ảnh thì nó phải có kỹ thuật, phương pháp khác. Và từ nhiếp ảnh hóa học sang đến nhiếp ảnh digital lại là một cái món khác, cái kỹ thuật khác. Vâng, tôi nhường floor cho chia sẻ các câu hỏi, hoặc là moderator partner của tôi, anh Nguyễn Đức Thành. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn nghệ sĩ Trần Lương vì một bài nói chuyện rất là dài và rất là nhiều thông tin, rất là bổ ích, quý giá. Thì trong khi anh nghỉ ngơi một chút và để cùng nghe cái câu hỏi, hoặc là mọi người có thể đặt câu hỏi. Tôi nghĩ là mọi người có thể đặt câu hỏi. Và trước khi đó thì trong quá trình anh Lương trao đổi thì đã có một số người đặt câu hỏi. Có cả người đã gửi, hăng hái gửi từ trước khi cuộc talk diễn ra. Thì như anh Lương cũng đã nói, có những cái câu hỏi thì trùng với buổi này anh Lương trả lời luôn. Còn có những câu mà nó có thể nó phù hợp hơn trong hai buổi tiếp tới thì chúng ta có thể sẽ cùng trao đổi tiếp. Tôi muốn lưu ý rằng là nghệ thuật hiện đại là một giai đoạn rất là đa dạng, mạnh mẽ và phong phú. Thì buổi hôm nay thì mới chỉ được một phần quãng đường thôi, có thể nói là được một phần ba quãng đường thôi. Mặc dù các bạn đã thấy là nó rất là phong phú rồi, có thể là các bạn sau buổi này các bạn đã quên tương đối nhiều rồi và đã bắt đầu lẫn lộn rồi, cũng giống hết như tất cả những người mà thưởng mạng nghệ thuật khác. Đấy, thế thì chứ không sao. Chúng ta sẽ cứ làm quen dần với nghệ thuật. Thế thì một số bạn có đặt câu hỏi. Ví dụ như trong khi anh Lương nói về
nghệ thuật tượng từ hiện đại, thì bạn Đỗ Hoài Nam ở Hà Nội, ở phố Trần Quốc Toàn, Hà Nội có câu hỏi là anh Lương có thể nói thêm về tại sao cái tinh thần ở đây là được viết trong một kết nhấn mạnh của cái giai đoạn ấn tượng này lại quan trọng như vậy với lịch sử nghệ thuật không? Đấy. Thì cái bước ngoặt như thế nào thì có thể là như vậy. Và bạn Hoài Nam cũng hỏi luôn là ngoài kỹ thuật cũng được nhấn mạnh từ kỹ thuật vẽ ra thì tinh thần của hậu ấn tượng khác với cả ấn tượng ở chỗ nào? Đấy, ví dụ hai cái câu nó mang từ tương đối rất là kỹ thuật để cho những người thưởng mạng nghệ thuật có thể phân biệt được cái này, thì anh Lương có thể giải thích thêm được không ạ? Vâng, cái này thì thực ra trong bài nó cũng đã nói rồi, là do nó cái bài nó quá dày đặc về mặt thông tin hoặc là nó bị phải chạy quá nhanh ấy, là lỗi mình là thiết kế cái bài nó ôm đồm quá, tạo không có quá nhiều thời gian và cái hệ thống giáo dục của mình nó không đáp ứng đủ, đâm ra mình bị thế thôi, chứ còn thực ra trong bài nó cũng có rồi. Cái tinh thần trong nghệ thuật hiện đại nó hiển hiện rất rõ, là vì ngay từ cái câu, cái tên của cái chương trình mình đã nói rồi, là giải phóng cái tính cá nhân và tự do sáng tạo. Đấy. Là nó hiển hiện rất là rõ. Vì vậy mà cái cá tính của nghệ sĩ ấy được giải phóng. Cái cá tính của nghệ sĩ, trước tiên cái cá tính, cái tiếng nói riêng của nghệ sĩ là nó. Trước kia chúng ta phải thấy là từ nghệ thuật hiện thực, cái nghệ thuật cổ điển là bị frame rất là rõ. Cái này tôi với anh Thành có bàn với nhau nhiều lần, trà dư tiểu học. Cũng có những cái người nghệ sĩ họ vượt rào, họ làm được những cái điều vô cùng cá nhân nhưng mà trong bóng tối, hoặc là được công nhận rất chậm. Ví dụ như Boss chẳng hạn, một cái người mà từ thế kỷ 15 mà vẽ với tinh thần rõ ràng là trong cái bài tới chúng ta sẽ nói đến là surrealism, tức là tinh thần siêu thực. Đấy. Vẽ tinh thần siêu thực mà không dựa trên những cái niêm luật gì của nhà thờ hay là của lịch sử mà vẫn thể hiện ra những cái câu chuyện siêu thực. Nhưng mà ông ta bị đóng băng năm thế kỷ. Sau này mới được mọi người móc ra mới thấy là siêu thật, một cái người đi trước thời đại quá lâu. Thế nên là cái bó hẹp của xã hội, cái quy định này, ví dụ như là ở châu Âu thì 1.000 năm kéo dài là quy định về cơ bản là hội họa và phải vẽ về hoàng gia, về những người có quyền lực, đủ quyền lực trong xã hội mới được hay là chỉ vẽ về tôn giáo. Và cái này ở bên phương Đông cũng vậy luôn, sở hữu và được vẽ chỉ có là vua chúa với những người, và những cái người thường thì làm thế nào? Người thường thì may ra được, sau này nó có những cái trò ở phố đi bộ ở châu Á, châu Âu, nó có những cái kiểu vẽ nó rất là rẻ tiền, ví dụ như là cắt giấy theo cái bề ngang của mặt này chẳng hạn, thì đấy là dạng được vẽ chân dung đấy, nó ở cái mức độ rất rẻ tiền và nhanh thì được chấp nhận. Nhưng nếu mà công phu được ngồi trước bảo chỉ vẽ là rất là hiếm, rất là khó trong cái thời gian phong kiến ở cả Đông lẫn Tây. Thế nên là cái tinh thần không được thể hiện. Chưa kể là cái mà tôi có nhắc đến trong bài là lấy sáng tối ra để tả đấy, là nó cũng bó hẹp rất là ghê. Bó hẹp cái nguồn sáng. Và cái nguồn sáng khi mà nghệ thuật hiện đại được cởi mở tinh thần, cái nguồn sáng này ra ngoài trời này, nguồn sáng của ánh đèn điện này, nguồn sáng của các dạng trời u tối khác nhau. Sau đấy còn đi đến cả nguồn sáng ảo, nguồn sáng của tự mình tạo ra, nguồn sáng trong tâm trí. Đấy, như các quý vị xem vị lai chẳng hạn, đấy nguồn sáng trong tâm trí. Hay là nguồn sáng của các cái loại ma mạnh, cái trong tranh của Gauguin chẳng hạn thể hiện rất rõ. Hay là Olympia của Degas, hay là của Manet chẳng hạn, cũng thể hiện rất là rõ. Thì là đấy là cái nguồn sáng khác nhau, mà nó thể hiện cái tinh thần khác. Sau đấy thì nghệ sĩ được, thậm chí nghệ thuật hiện đại là nghệ sĩ được bịa. Tôi nói từ bịa là từ nôm na, và đấy là tinh thần. Trong khi cái kia là không được bịa. Đề tài là vẫn phải đề tài truyền thuyết, cổ tích hoặc thiên chúa, hoàng gia, không được biết. Còn phải dựa trên tàng tích, dựa trên văn tự, dựa trên lịch sử. Còn các nghệ sĩ sau này được bịa ra. Ví dụ cái tranh của Matisse mà cả đám người nuôi nằm chơi ở ngoài thiên nhiên, xong rồi nhảy múa,
trên thực tế thì cũng không thể có được gần như thế. Nhưng rõ ràng nghệ sĩ mơ ước bịa ra một cái xã hội dân chủ hơn, phóng túng hơn, thoải mái hơn, vượt qua những cái tabu, những cái rào cản về sách, về tự do nữ quyền, rồi tự do xã hội, hang around ở chỗ công cộng, thế mới bị gọi là dã thú. Thì đấy cái tinh thần khác. Cái câu hỏi thứ hai của Nam là như nào nhỉ? Là về cái kỹ thuật ấy. Về kỹ thuật của hiện đại và hiện đại. Đấy, kỹ thuật của hội này hiện đại rõ ràng là chúng ta thấy rõ là khi mà có cái máy ảnh đấy cũng là một cái tác động đấy. Cái ông máy ảnh chụp sạch một phát như tranh cổ điển luôn. Nếu mà set up ánh sáng rồi là phông nền cho mặc quần áo vào, có khác gì cái ông cổ điển ngồi tả 10 năm mới được cái tranh, 3 năm mới được cái tranh, thì đây là chụp sạch một phát xong. Và rõ ràng là các nghệ sĩ hiện tại thấy là thôi bây giờ cái vai trò để ghi nhận lịch sử đấy, phải làm cái nhiệm vụ truyền thông, nhiệm vụ quảng bá, nhiệm vụ phản ánh lịch sử đấy, chúng ta không phải làm được. Và nó giải phóng cho cái cách nhìn mới. Và lúc đấy khi mà họ không bị trói buộc bởi cái giống hệt đấy nữa, thì bắt đầu họ mới trẻ nguồn sáng ra, thậm chí dùng khoa học quang phổ. Mà ánh sáng chỉ nhìn thấy ở cầu vồng hay ánh sáng chỉ nhìn thấy qua hơi nước, nhìn thấy thôi. Còn ánh sáng thường thì màu nào vẫn ra màu đấy, nhưng các nghệ sĩ bắt đầu, đấy ý tôi nói được bịa. Và cái đấy cũng là cái tinh thần tự do phóng túng và nó thay đổi. Và khi thay đổi đấy thì kỹ thuật vẫn được thay đổi, giống như khi tôi phân tích cái tranh của Seurat, khi mà tạo thành những cái dot, nó rất phù hợp với digitally sau này để mà thay đổi kỹ thuật. Nhìn xa vẫn thấy màu chuyển, vẫn có màu trung gian, nhưng thực tế khi dí mắt và không có một màu trung gian nào, toàn là những màu nguyên chất đập vào nhau. Đấy thì cái cách xử lý hay là ở vị lai, cái cách mà phản ánh những cái vật chuyển động bằng một vật tĩnh. Cái tượng là vật tĩnh đúng không ạ? Cái tranh là không gian hai chiều tĩnh đúng không ạ? Nhưng phản ánh con chó đi rất nhiều chân, phản ánh cái người đương bước đi trong sự dịch chuyển, mặc dù làm tượng cứng, khối cứng đơ, ta búng tay vào đó là chất liệu cổ truyền. Thế nhưng mà thấy gió đương bay, thấy cái gấu quần đương bay, thấy sự dịch chuyển, thì đấy là sự giải phóng tinh thần và kỹ thuật thông qua giác rất là lớn. Tôi không biết chắc là cái giải thích nhất thời nó có thể thỏa mãn người đặt câu hỏi, nhưng mà sẽ cố gắng và nó sẽ được bổ sung ở những cái bài tiếp theo. Vâng, cảm ơn anh Lương. Một câu hỏi tiếp theo rất là thú vị về đây là bạn Trần Minh Tươi, thì bạn nào đây cho hỏi, cho em hỏi là nghệ thuật hiện đại có bị chi phối bởi những trường lực chính trị xã hội không, hay nó đã sớm có được tính tự trị? Một câu hỏi mà tôi nghĩ là rất là thú vị cho cả nghệ sĩ và những người theo dõi nghệ thuật và phân tích bình luận nghệ thuật. Chính cái câu hỏi của bạn đấy, nó phù hợp và nó fit vào cái đoạn đầu tiên mà tôi giải thích một chút về cái thay đổi chính trị xã hội của giai đoạn đầu thế kỷ 19. Chính cái sự phá ra đấy, nó đã tạo cho người ta một cái sự tự do sáng tạo, và nó mới đẻ ra ông nghệ thuật hiện đại. Tức là rõ ràng là cái tác động của chính trị xã hội là nó thấp. Người ta cảm giác, tôi có thể nói nôm na, cái cảm giác của người nghệ sĩ lúc bấy giờ như là mình suốt ngày ngồi trong cái studio tối. Mình có niêm luật của nó, không được làm ồn, thằng hàng xóm nó chửi chết này, hút thuốc khói to quá và hàng xóm sang kêu này, khói khét quá sang kêu này, vẽ nuy rồi là quan hệ với người mẫu này nọ thì bị đàm tiếu này, rất nhiều người bị rồi, trong lịch sử nghệ thuật bị rồi, yêu người mẫu hoặc là yêu đồng nghiệp thế này nọ, rất nhiều vấn đề. Thì đến khi nghệ thuật hiện đại một cái nó mở ra, như là mọi người ăn mặc phóng túng, có thể là cởi trần, đi ra với ánh sáng, với chỗ công cộng và thở phào, ôi tôi được tự do. Và bây giờ trong não trạng cũng như hành vi tiềm thức của tôi có thể được bung ra, là một cái giai đoạn mà được bung ra mạnh mẽ nhất, thoải mái nhất. Rõ ràng là không phải là nó không có tác động đến bị chính trị tác động, nhưng luôn luôn bị delay. Cái lúc ban đầu xảy ra là cái sự tác động rất là ít, người nghệ sĩ vẫn còn đầy đủ cái không gian của mình để mà đã phản ánh. Bây giờ tôi ví dụ như là tôi chỉ nói thế này thôi là quý vị sẽ thấy khác, chỉ so sánh này thôi, còn ai phản bác là chuyện ở sau. Nhưng mà ví dụ cái series ở mỏ của Van Gogh, mà nếu cái series ở mỏ đấy
mà các nghệ sĩ Việt Nam thời những năm cuối những năm 50, đầu năm 60 và đi vẽ ở mỏ than Quảng Ninh và vẽ như vậy bị kiểm duyệt ngay lập tức và không được bày ngay lập tức. Chúng ta có thể so là từ cuối thế kỷ 19 cho đến năm 60 ở thế kỷ ở Việt Nam là cách nhau 70 năm. Và chuyện là có thật. Đi vẽ ở mỏ, các nghệ sĩ thời nhân văn Lê Phẩm ấy cùng thế đi vẽ ở mỏ. Về chỉ treo những cái tô hồng thôi. Công nhân phải khỏe, công nhân luôn phải cười, máy xúc phải to. Còn nếu mà vẽ là ốm yếu hay là ngồi ăn có khoai tây không, xong rồi đôi giày rách nát như thế là bị kiểm duyệt. Thì chúng ta thấy sự tự do phóng túng của thời đấy như thế nào. Đối với tôi chỉ so nhẹ thế là thấy ngay phóng túng như thế nào. Tức là cái tác động xã hội là khá ít, nó được bung ra. Nhưng sau đấy, khi mà người ta nhìn thấy giá trị tiếng nói của các bộ môn nghệ thuật này, người ta thấy cái soft power, cái quyền lực mềm của ông Picasso thì bắt đầu bị vụ lợi chính trị. Bản thân cái việc Picasso tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp là do tư tưởng Picasso là tư tưởng hiện tại tham gia đảng. Nhưng khi tham gia vào và ông ta chỉ sau 3 năm ông ta lùi toàn bộ những cái ông ta không ra khỏi đảng, nhưng ông ta không tham gia gì nữa. Ông ta từ chối mời ông ta. Vì trong quá trình 3 năm đó ông ta được mời quá nhiều những cái vụ đại hội và đi dự ngồi trên cử tọa đàm, nhưng ông ta không nói gì cả. Ông ta cũng không đương hoang mang, không biết nói gì. Nhưng ông ta chứng kiến cái sự bắt đầu đấu tranh nội bộ. Và ông ta, cái cảm giác cá nhân đầu tiên là ông ta bị lợi dụng ngồi vào đấy vì ông ta nổi tiếng ngồi vào đấy. Chứ ông ta không, thực ra không có vai trò gì trong đấy. Và cuối cùng là ông ta từ chối xuất hiện. Về sau này ông ta không còn xuất hiện. Đi họp đảng, rồi là đi tỉnh này sang tỉnh nọ ra nữa. Thì đấy là bắt đầu chính trị có tham gia vào. Hay thái độ của Picasso với Franco là thái độ chính trị rõ ràng. Guernica là khó. Nên nhưng nó delay về sau. Đấy chứ nó không hiện được. Tạm thời như thế vì những cái này nó mất nhiều thời gian. Đúng. Đây là những cái vấn đề lớn của nghệ thuật, của sáng tác và thực hành nghệ thuật. Còn tính chất triết học về cái đẹp, về thẩm mỹ nữa. Ở đây tôi cũng muốn trao đổi thêm. Thời gian chúng ta không còn nhiều. Tôi nhìn câu hỏi có một số câu hỏi chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi hy vọng là bây giờ là đang là coi như là 12 giờ, chậm chạp 12 giờ rồi. Thì lịch của chương trình chúng ta sẽ dừng ở đây. Nhưng mà các bạn nào mà vẫn còn có thể có thời gian mà muốn ngồi thì tôi nghĩ là diễn giả sẵn sàng ngồi lại một chút thêm nữa để trao đổi thêm. Còn những bạn đã có cái lịch công việc của buổi trưa thì có thể là các bạn có thể là rời đi, và chúng tôi cũng xin lỗi là chương trình là bị kéo dài. Thế thì ở đây thì tôi cũng thấy nếu mà các bạn để ý thì nghệ thuật nó đi từ hiện thực. Trước đó đúng không, vẽ giống y như thật, mà càng thật thì là càng bậc thầy, hoặc là càng bán được tranh, theo cái nghĩa là cái người đặt hàng mình là người ta hài lòng, đúng không ạ? Còn nó đã phân ly ra khỏi cái đó và như anh Lương trình bày ở đây là nó ngày càng không giống như hiện thực. Thế nhưng mà nó phản ánh những cái tinh thần ngày càng nhiều hơn. Đấy, thì đây là một quá trình tiến hóa về mặt nghệ thuật, mà nếu mà về mặt triết học thì nó đều có những cái lý luận. Tức là cái người con người ở mức độ giống loài ấy, có một sự phát triển đấy, thì họ ngày càng hướng vào những cái bên trong của họ hơn, và những cái trừu tượng và những cái mà nó không phải là như thật, mà là nó là những cái ở bên trong của đấy là những mới là những cái điều cao quý. Ví dụ như vậy thì đấy là có những triết lý để chúng ta thấy rằng nghệ thuật nó không ngẫu nhiên, nó không phải là ngẫu nhiên mà những tác phẩm đấy là người ta vẽ lung tung, hoặc là nó không có những cái giá trị phản ánh hiện thực. Thế thì toàn bộ cái lịch sử nghệ thuật hiện đại, thực ra là lịch sử nghệ thuật của loài người là đều cho thấy cái điều đó. Một bạn có hỏi một câu như thế này. Là vai trò và vị trí của các nghệ sĩ, bạn là bạn Thanh Nguyễn, của nghệ sĩ hiện tại vẫn đang thực hành nghệ thuật theo các phong cách nghệ thuật đã xuất hiện từ trước, như từ thời cổ điển, tân cổ điển, hiện đại, hậu hiện đại, vâng. Trong thời này thì là gì? Vai trò của họ là gì? Khi mà các nhà sưu tập, nhà đấu giá, bảo tàng lựa chọn các xu hướng nghệ thuật chưa từng xuất hiện trong phát triển nghệ thuật, nếu mà như vừa nãy anh Đường nói đấy, thì còn lại là những cái việc mà các cái vẫn đi theo thực hành những cái trào lưu nghệ thuật cũ trước đó nữa, thì làm sao? Vai trò vị trí của họ là thế nào? Vâng, đội lựa.
tôi phải phân ra như thế này nhé, không không xếp nhà đấu giá với lại các bảo tàng được, rồi bảo tàng cũng không xếp bảo tàng cùng một lứa được. Những cái này nó được phân cấp rất là rõ ràng. Các nhà đấu giá trước tiên là họ vì thị trường. Rõ ràng là trong thông tin những năm gần đây các bạn thấy là nhà đấu giá bán tranh phách rất nhiều, tranh giả rất nhiều. Họ không chịu trách nhiệm. Họ chỉ cần cái người đưa nguồn ra thôi. Còn cái người đưa nguồn đấy sau này chịu trách nhiệm. Nếu mà tranh giả đấy lại còn là hoặc là động đến ăn cắp ăn trộm thì lúc đấy sẽ có xã hội như thế này. Còn các nhà đó Sotheby bán rất nhiều tranh giả. Trong đây có tranh Đông Dương Việt Nam tranh giả rất nhiều. Tranh phái rất nhiều tranh giả. Thế nên là nhà đấu giá nó khác với bảo tàng. Bảo tàng nó sinh ra để làm gì? Để mà lưu giữ những cái unique, những cái ra đầu tiên, chất lượng cao nhất ở mức có thể nó lưu giữ. Trong đấy nó có cả nhiệm vụ lưu giữ lịch sử, lưu giữ bản sắc cá tính của từng khu vực. Thế nên mới có những bảo tàng cấp quận thôi. Vì nó chỉ lưu giữ cái lịch sử cấp quận ấy, hoặc là ông danh nhân của cấp quận ấy thôi, thì vẫn phải có bảo tàng. Ông danh nhân vẽ tranh tường ở cái quận này, ông ấy trở thành niềm tự hào, trở thành cái iconing, trở thành cái... Đến đấy thì phải xem cái tranh tường của ông đấy. Chỉ bảo tàng cấp quận. Nhưng chất lượng nghệ thuật của ông ấy không thể trở thành cấp thành phố hay là cấp tỉnh được, thì ông chỉ ở cấp quận. Thế nên mới có phòng lưu niệm ở cấp này, cấp đó, cấp quận, cấp viện, tỉnh cho lên. Tùy theo cái chất lượng của cái người đấy, lịch sử của người đấy, tác giả. Thế rồi bảo tàng quốc gia nó khác, xong đến bảo tàng khu vực nó khác, bảo tàng toàn cầu nó khác. Tất cả cái tiêu chí lựa chọn nó khác nhau. Dưới cái tầm nhìn, cái mức độ bao phủ, cái bộ che phủ, cái độ liên can đến quá khứ và tương lai, cái độ tiền đầu tư, cái độ mắt xanh của cái người lãnh đạo, của cái người đẻ ra cái bảo tàng. Ví dụ như một cái bộ sưu tập của Guggenheim là xuất phát từ một cái gia đình, nhưng nó có tầm nhìn nhân loại, tầm nhìn toàn cầu, thì bây giờ nó trở thành bảo tàng niềm tự hào quốc gia của nhân loại chứ không phải của riêng nước Mỹ nữa chẳng hạn. Đấy, thì những cái đấy nó sẽ cấp khác nhau, nhưng mà riêng bên đấu giá lại khác nhé. Chứ đừng tưởng là cái tranh được đấu giá ở Sotheby thì sẽ là tranh ấy sẽ nằm trong bảo tàng, không ạ. Vì đấu giá ở đây là liên quan đến thị trường. Thị trường người ta đánh giá kiểu khác. Thị trường đánh giá trên tính thanh khoản, có nhiều người thích hay không. Có rất nhiều tranh chả khác gì một bản copy của thời hiện đại mà tôi vừa mới chiếu ở đây. Trước đây 100 năm, bây giờ vẫn vẽ y chang như thế. Khác hình đi thôi. Màu có thể làm rực rỡ hơn. Có thể chuyển cái đấy thành chất liệu địa phương hoặc chất liệu khác để trông cho nó khác lạ. Và trông nó bắt mắt, trông cho nó có giá trị. Rất nhiều người lấy cái tranh thường chuyển thành sơn mài chẳng hạn. Để nó bán được đắt hơn và trông nó có vàng bạc, nó ánh bắt mắt hơn, trông hơn. Nhưng cái tranh đấy bán rất chạy và được nhiều người hâm mộ là còn phụ thuộc vào cái thị hiếu của cái thị trường đấy, của xã hội đấy. Nên nếu muốn đánh giá cái tranh đó, cái nghệ sĩ đó, trả lời cho bạn, thì lại phải là lấy soi chiếu, lại phải có số liệu. Nhìn trên bản đồ nó loang ra đến đâu? Đấy là điểm thứ nhất, nó đi rộng đến đâu? Đi rộng này có thể là ở mặt bằng hàng hóa thôi, mặt bằng thấp. Có thể nó nằm ở rất nhiều khách sạn, ở Seoul có, ở New York có. Và nghệ sĩ khoe là tác phẩm của tôi nằm ở thành phố New York. Nhưng nằm thì nó nằm trong khách sạn khác, nằm trong gallery khác, bộ sưu tập tư nhân khác, nhưng vào các bảo tàng lớn nó lại khác. Điểm thứ hai là ai sở hữu nó, cái trình độ cũng như là cái tiềm năng, tiềm lực nhìn về quá khứ và tương lai của người sở hữu đấy. Đấy gọi là các cái chúng ta dùng từ sai gọi là mạnh thường quân, không phải. Những cái mắt xanh, những cái gọi là những cái người có tầm nhìn nhân loại, họ sở hữu nó khác. Thì ai sở hữu nó lại là một câu chuyện khác. Thế rồi là số lượng, cái mâu thuẫn của số lượng thị trường lại ở biểu đồ kim tự tháp với lại mâu thuẫn của những cái tác phẩm chất lượng cao. Tác phẩm chất lượng cao không có nhiều để bán đi bán lại như thế. Thế nên là văn hóa pop ấy, nó thấy đông người ấy, nhiều người khoe bảo ôi tôi bán năm nay 100 cái tranh. Nhiều người hâm mộ lắm. Nhưng có thể anh lại nằm ở dưới đáy của cái biểu đồ kim tự tháp. Đấy là văn hóa pop. Tôi nói này không phải tôi bài xích, tôi nói này rất nhiều người ghét tôi, nhưng tôi bảo Đàm Vĩnh Hưng không biết hát. Đàm Vĩnh Hưng chỉ biết là làm văn hóa pop khá xếp, được nhiều người thích, dễ nghe. Nhưng mà quãng của Đàm Vĩnh Hưng là dân học chuyên nghiệp hát biết, quãng rất là ngắn. Quãng âm vực từ dưới đến ngắn, hơi cũng ngắn. Và phải sử dụng những kỹ năng khác để đứt hơi,
Nên nếu mà gọi là chuyên môn Đàm Vĩnh Hưng không? Nhưng Đàm Vĩnh Hưng lại là một ca sĩ hot, đông người thích. Thì đông người thích đây không có nghĩa là Đàm Vĩnh Hưng là một chất lượng ca sĩ toàn cầu. Chắc chắn là anh ra ngoài là không có phần gì. Như ở Việt Nam là sao hạng nhất của Việt Nam chẳng hạn. Thì cái đấy để nôm na để chúng ta có thể so sánh chất lượng nghệ thuật là. Thế nên là trong giai đoạn vừa rồi có những cái lùm xùm về cái chữ gọi là nghệ sĩ rất nhiều loại. Và tôi nói thật là thị trường của mình ấy, cái nền tảng xã hội của mình ấy, làm xấu mặt cái chữ nghệ sĩ đi rất nhiều, làm xấu mặt đi rất nhiều. Nên chúng ta cũng cần phải tỉnh táo để có học thức, có kiến thức, và cũng phải tự học, ai cũng phải nên tự học để mình phân biệt được. Nên những cái người trở lại câu hỏi những người làm nghệ thuật hiện đại ở Việt Nam, thì thứ nhất là để phục vụ số đông, nhu cầu có. Những người hiểu cái đấy dễ hiểu vì có cả một cái nền tảng hiểu nghệ thuật hiện đại phương Tây nó dắt tay rồi. Thì bây giờ treo cái đấy trong nhà mà phải màu rất rực rỡ tôi mới thích. Rất ít người thích treo những cái tranh trầm hoặc là đơn sắc. Là vì họ không thích đấy. Đấy là văn hóa đại chúng, đấy là mặt bằng văn hóa đại chúng. Nên những người mà họ đánh đúng vào thị hiếu là họ vẽ rất lòe lòe. Màu lúc nào cũng phải đủ hết các màu vào. Càng blur minor, càng bắt mắt mạnh thì càng ăn, càng đại chúng. Thế nhưng mà để có thay đổi, không thì không. Là vì đấy, như lịch sử nghệ thuật hiện đại phương Tây, các vị thấy 100 năm trước họ đã như thế này rồi. Và không nên làm lại cái việc ấy nữa. Thế nếu nói về sự nghiệp, còn nếu nói về thị trường, hay nếu muốn là ở một cái mức độ ấy, thì các nghệ sĩ hiện đại là món ăn của xã hội, nên họ vẫn còn tồn tại rất nhiều, và họ có thị trường của họ, và họ chính đáng. Tôi phải nhắc lại là cái hoạt động ấy chính đáng, đáp ứng được cung và cầu của cái xã hội đấy. Nếu mà cái văn hóa xã hội càng tăng lên, thì nếu chúng ta bây giờ nhảy vào xã hội Bắc Âu, chúng ta sẽ thấy khác đấy. Chúng ta đến lại lấy thành phố ra, ví dụ chúng ta ở Berlin, ở New York hay ở London, chúng ta sẽ thấy cái cách tiêu dùng nghệ thuật nó sẽ khác. Cái tùy thuộc, mình không mặc cả, nhưng mà chúng ta phải có một bước đường phát triển, một bước đường phát triển cho cái nền nghệ thuật nước mình. Và những cái bài như thế này chúng tôi cũng cố gắng nỗ lực để chúng ta dần dần phổ biến hóa được cái kiến thức về nghệ thuật, để chúng ta nâng tầm cái cộng đồng yêu nghệ thuật, cộng đồng siêu tập yêu nghệ thuật, rồi người bình thường, rồi văn nghệ sĩ nói chung lên cao hơn. Vâng, cảm ơn anh Lương. Ở đây thì tôi cũng muốn bổ sung một chút trao đổi của tôi, thì ở đây là cái cách diễn đạt của tôi thì theo cái nghĩa, một số cái nghĩa mà các nhà triết học cũng cố gắng muốn diễn đạt. Tức là như anh Lương nói là nghệ thuật, như thế các bạn thấy là bây giờ cứ đông người người ta thấy là đẹp, người ta bảo là đẹp, người ta cho rằng đấy là đẹp, thì cái đấy là phải là sự thật, phải là chân lý, đúng không ạ? Thế còn những cái mà chỉ có một số cái mà nó chỉ có một số người thôi, người ta bảo là cái này đúng là nghệ thuật rồi, cái này mới là nghệ thuật của thể loại này, thế thì những người đấy là số ít, thì cái đấy nó không có nhiều giá trị. Vâng, lúc nãy tôi nhắc đến biểu đồ kim tự tháp đấy, tôi mới nói cái đáy mà tôi chưa nói đến cái đỉnh ấy, cái đỉnh bé tí ấy. Đúng rồi. Thế thì sao? Thế thì văn hóa đại chúng, văn hóa pop, hay là chúng ta lấy để làm tiêu chí là cái đẹp, chúng ta lấy cái nền dân chủ, tức là số đông bảo đẹp rồi là đẹp, thì chúng ta cứ như thế thôi. Chỉ câu chuyện của cái lý luận về nghệ thuật nó nằm ở một chỗ như này, tức là theo quan điểm và ví dụ như nó hơi trừu tượng một chút, và theo một nghĩa nào đó nó hơi huyền bí, thì cái trạng thái tinh thần của, ví dụ tôi nói về Hegel, cái cách biểu đạt của Hegel, tôi thích cái cách biểu đạt của ông này, bởi vì ông muốn cố gắng biểu đạt một cái điều để hàm ý rằng là cái tinh thần của loài người mang tính giống loài thì nó tiến hóa theo thời gian, và khi nó tiến hóa thì nó ngày càng nó trở nên cao hơn, và nghệ thuật ở đỉnh cao của thời đại đó ấy, thì nó thể hiện điều đó, nó thể hiện cái tinh thần đó. Nhưng mà trong cùng thời điểm đó ấy, thì có thể là đại đa số giống loài ấy, thì vẫn nằm ở một cái trạng thái tinh thần thấp hơn, và đấy là bình thường, và xét về số lượng ấy, thì họ vẫn tiếp tục là ở trong một cái trạng thái tinh thần mà ở trạng thái thái thấp hơn, không sao cả. Thế nhưng mà cái tinh thần của thời đại nó đi lên trên rồi đấy. Thế thì vì sao nó lý giải là vì sao nghệ thuật nó tiến triển liên tục từ thời nguyên thủy, từ thời cổ đại cho đến là thời trung đại, và sau đó là nó cứ tiếp tục nó đi mãi, để giải thích được cái điều đấy. Chứ nếu không thì tội gì mà chúng ta không cứ tiếp tục luôn luôn là ở trạng thái cổ điển, vẽ rất là đẹp, nét rất là tốt, màu hòa sắc rất là hay. Vì sao chúng ta phải đi theo những cái nghệ thuật mà nó lại biến đổi đúng như vậy, theo cái cách như thế này mà không phải là như thế khác? Vì sao con đường nó lại là như vậy? Đấy, thế thì cái điều đó thì để cho thấy rằng là cái việc bản thân việc lý giải và để có một cái xếp xếp loại hay xếp hạng
rằng là kể cả là khi đó ví như Van Gogh chẳng hạn, cả thời đại đó của ông ta ấy, thì không ai quan tâm tranh của ông ý, chắc chắn rồi, bởi vì đơn giản là không ai quan tâm. Thế nhưng mà cái tinh thần thời đại đó nó đã là Van Gogh là đã đi tới rồi, nhưng mà đám đông là chưa đi tới cái tinh thần của thời đại đó, mà họ vẫn ở trong thời đại trước rất bình thường. Ví dụ như vậy thì để chúng ta có cái hiểu rằng có cái tinh thần là số ít nó không phải có nghĩa là sự lạc loài hay là sự phá đám hay là cái sự ngang ngạnh hay là để tạo ra một sự khác biệt, thuần túy là như vậy, có thể có cái điều đó. Thế nhưng nếu như chắt lọc được đúng cái tinh thần của thời đại thì có thể là không đơn giản là chúng ta nói là như vậy, và số đông không phải là cái sự là hoàn toàn đấy là cái thời đại, mà có thể nó là thuộc của thời đại cũ rồi nhưng nó vẫn đang tồn tại đấy. Ví dụ như chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy những người làm kiến trúc của Việt Nam chẳng hạn, đúng không ạ, xây những cái cầu hiện nay đã đưa ra cái cầu mới, hoặc là những cái khu nhà, thì họ sống trong một thời đại cũ, tinh thần của họ là nó thuộc về một thời đại cách đây rất nhiều năm rồi. Thế nhưng mà đối với họ thì vẫn là đẹp bởi vì họ đang sống trong cái tinh thần đó. Thế nhưng mà những người phê phán, các bạn có thể không hiểu vì sao có những người phê phán kịch liệt những cái kiến trúc đó, đúng không? Như cái cầu mới gần đây là về cầu Trần Hưng Đạo này, vừa mới hôm qua hôm kia đăng lên và rất nhiều người kịch liệt phản đối. Mà tôi tin rằng là cái người mà thấy nó đẹp ấy là đông, là nhiều chứ không ít. Bởi vì cái tinh thần của những cái con người trong những thời đại nó khác nhau. Đấy, thì họ có cái lý do của họ để họ phán xét hoặc là họ bình luận. Đấy, thì tương tự như vậy trong kiến trúc thôi. Đấy, thế thì và tranh và nghệ thuật, và nghệ thuật đấy không phải chỉ là hội họa mà là cả trong tất cả các loại nghệ thuật, từ thơ ca cho đến là âm nhạc, điện ảnh, nó đều có hiện tượng là như vậy. Hôm qua thì tôi cũng có đọc câu hỏi, ví dụ có bạn lại hỏi về cái quá trình sáng tạo thì nó phải như thế nào, nó có dập khuôn không, rồi là làm cách nào để tìm cho mình một cái quá trình sáng tạo một cái dự án mà nó thuận tiện thông suốt, rồi là liệu có những cái mà ý tưởng mà không thể thực hiện được hay không, hay phải có phương pháp nào. Thì tôi cũng xin nói thêm là cái này tôi có làm một cái biểu đồ sáng tạo, nó có thể thành một cái biểu đồ có thể áp dụng được, chứ nó không cứng nhắc đối với từng người, nhưng áp dụng được. Và tôi thường xuyên có mở những cái khóa thực hành, hướng dẫn thực hành sáng tạo, và sắp tới đây thì có cái khóa, tiếp tục có lại cái khóa hướng dẫn thực hành sáng tạo tầm tã. Thì ở những cái khóa này thì chúng ta có thể tiếp cận những cái phương pháp sáng tạo nó khá là khoa học hoặc là nó khá là giáo khoa, để mình tùy biến, mình áp dụng nó theo từng cái thực hành của mình, và mở ra những cái phương thức để đọc, hiểu và thực hành của tùy từng cách của từng người. Những cái khóa thực hành sáng tạo này có tính rộng mở và khoa học, chứ không phải là cái khóa đi học, và nó chỉ là hướng dẫn, nó là mentoring. Thế còn nó qua như vậy. Tôi nghĩ đây cũng là cái nhiệm vụ sứ mệnh của APD mà khi mà chúng tôi thành lập trung tâm này, mặc dù nó nhỏ và cái sự phát triển có thể còn có những chặng đường dài, nhưng tôi tin rằng là chúng ta cần có tất cả những cái điều này cho cộng đồng của chúng ta, cho đất nước của chúng ta đấy, để đạt được cái tinh thần của thời đại, cũng như là cái sự phát triển của theo đúng cái tinh thần của con người, của nhân loại. Nếu như anh Lương, nghệ sĩ Trần Lương mà cũng còn cảm thấy là còn sức khỏe một chút, năng lượng đấy, thì tôi là năng lượng đấy, thì có thể anh trả lời thêm một số câu hỏi. Ví dụ như thế này, có nhiều bạn có những câu hỏi rất thú vị về mặt kỹ thuật, là bạn có một nhận xét, bạn Phạm Thảo Nguyên có một nhận xét câu hỏi là sự ra đời của nhiếp ảnh. Như anh Lương nói cũng như là như nhiều nghệ sĩ, thì chính xác là Monet nói là đã làm cho là hội họa ra đời vân vân đấy. Thế nhưng mà có một điều thú vị, tức là nó thay thế cho cái hội họa hiện thực. Thế nhưng mà có một điều thú vị là nhiếp ảnh thời kỳ đầu lại theo trường phái pictorialism, tức là các nghệ sĩ, các nhiếp ảnh gia hồi đó thì lại cố gắng chụp ảnh để làm sao không phải là giống như thật mà lại giống, càng giống tranh càng tốt, mờ ảo, huyền ảo hoặc là trừu tượng. Ở giai đoạn đầu, bạn nói giai đoạn đầu, nhưng mà nghệ thuật nhiếp ảnh sau này thì là những trường phái khác rồi. Thế thì cái nhận xét như này thì sao? Thì anh Lương có ý kiến gì không?
Cái này rất bình thường ạ, không có gì lạ cả. Là vì khi người ta nói là nghệ sĩ nhiếp ảnh ấy, thì là người sáng tác ra tác phẩm, chứ không phải là người thợ ảnh đi có nhiệm vụ đi ghi nhận lại. Đấy, phải hiểu như thế. Thế nên là cái góc độ đầu ấy, nói rằng là nhiếp ảnh thay hiện thực ấy, là chỉ nhìn nó ở góc độ kỹ thuật thôi. Còn góc độ tinh thần ấy, cho đến tận ngày hôm nay, nhiếp ảnh vẫn đương muốn một nghệ sĩ nhiếp ảnh thực thụ là nghệ sĩ, thì họ vẫn đương phải có cá tính của mình, phải có định hướng của mình. Đấy, tức là phong cách xa hơn là trường phái của mình trong nhiếp ảnh, chứ không phải là cầm cái máy để đi ghi nhận thực tế. Cái đấy không phải. Và một điều đáng buồn, tôi nói thẳng rằng là nhiếp ảnh Việt Nam ấy không đếm ra được đủ một bàn tay những người thực sự là nghệ sĩ nhiếp ảnh có trường phái. Hiện nay nhiếp ảnh Việt Nam đương bị cùng một loại thôi, là meaningful, tức là chụp ảnh có nội dung và khá là quan tâm đến việc là lấy nước mắt nước mũi của người xem, chứ thay bằng rằng là không biết tìm cách thể hiện cái ảnh đấy qua những cái ngôn ngữ thực sự của nhiếp ảnh, từ những cái trường phái học nhiếp ảnh một cách hàn lâm ở chúng ta là vô cùng thiếu, chỉ được một số người may mắn có cơ hội học ở nước ngoài, vì cái này động đến kỹ thuật mà, và nó rõ ràng nó bắt đầu xuất phát từ phương Tây, thì là có thể hiểu được nhiếp ảnh nó là cái gì. Tôi luôn luôn bị một cái trạng thái buồn thảm khi nhìn về nhiếp ảnh Việt Nam, là vì người ta chụp, người ta thật hiếm khi thấy ai mà chụp ảnh mà không hiểu gì, nhìn vào không có giống như tranh trừu tượng. Mà thực chất ra nhiếp ảnh là có thể chụp không có nội dung gì chứ. Vì nó là một cái phương tiện vô cùng tôn ngộ không đa năng để mà muôn hình vạn trạng, để mà chụp bắt các trạng thái của tự nhiên. Tôi có làm những cái bài thực hành rất là nhỏ thôi đối với các bạn trẻ nhiều lần, là ví dụ như là cho bạn cái máy ảnh nhưng không cho bạn đi đâu cả, nhốt bạn vào một cái nhà kho hay nhốt bạn vào một cái phòng vô cùng đơn điệu, tối không bật đèn, thì bạn chụp cái gì? Thì cũng như sáng tạo nghệ thuật thôi, nếu cất mình vào một cái phòng, lúc ấy các giác quan của mình sẽ phát triển, cái phòng không có gì, rất là boring, mình bắt đầu chú ý đến cái xe máy nó chạy qua ở cái khe cửa ở bên ngoài, cái tiếng của nó là thứ nhất đến trước, rồi đến khi cái bóng của nó vụt qua thì cái khe cửa nó có một cái bóng chạy qua. Trong cổ người ta bảo vó câu chạy qua cửa sổ là một cái hình thức rất là trừu tượng, một cái động đến tư tưởng nhiều hơn là chỉ có cái tiếng vó ngựa chạy qua cửa sổ, như thời gian đã mất đi. Lúc đấy mình mở hết giác quan ra, mình sẽ thấy rất nhiều cái để chụp nếu có cái máy trong tay. Rồi ví dụ cái bóng của cái quạt chân chẳng hạn, nó sẽ tạo ra, và lúc ấy ta chụp nó sẽ được những cái tác phẩm nhiếp ảnh thực thụ, vì nó trừu tượng, nó không cần phải quá nhiều ý nghĩa meaningful. Hiện nay các nhà nhiếp ảnh Việt Nam cầm máy lên là cầm lên nhìn, dĩ nhiên tôi không nói phỉ họ quá là họ không có kỹ thuật thẩm mỹ, nhưng ít nhất là họ bị phụ thuộc quá nhiều vào nội dung. Và để nói trở lại câu hỏi của bạn kia rằng là nghệ sĩ thời nào cũng thế, không phải từ thời đầu đến bây giờ cũng thế, là cầm cái máy lên là tôi đang sáng tác nghệ thuật, chứ không phải tôi cầm máy lên là tôi đi ghi nhận thực tế, tôi không phải là phóng viên phóng sự. Đấy, phải hiểu như thế. Thế nên giải Pulitzer nó khác, giải thưởng nhiếp ảnh nó khác. Và bộ môn nhiếp ảnh ở chúng ta thì đào tạo ở trong trường điện ảnh hoặc là trong trường báo chí, còn thực chất của nhiếp ảnh là ở các academy ở phương Tây là đào tạo trong trường mỹ thuật ạ. Vâng, cảm ơn anh Lương. Thực ra thì Việt Nam và châu Á khi mà nhập khẩu cái chữ dịch cái chữ photography thành chữ nhiếp ảnh nó đã sai rồi. Vâng, đúng không ạ? Nó đã photo là ánh sáng, và photography là môn học, là môn lý, nghệ thuật, là một cái môn nghiên cứu về ánh sáng chứ không phải là hình ảnh. Thì chúng ta đã có những cái dịch nó sai, nên nhiều khi là chúng ta bị ám ảnh về cái sự là nó ghi chép lại hiện thực. Thì thôi, thì đấy là cái trạng thái của chúng ta. Tôi nói cướp lời anh Thành một tí xíu là còn có cả cái trò chơi nhiếp ảnh rất hay, là không cần máy ảnh luôn mà dùng giấy ảnh bắt sáng, đúng, hay dùng phim cho vào buồng tối hoặc đem ra sáng bịt tay rồi là hơ ra sáng hơ vào, nó cũng thành. Đến khi nó cho vào vê hóa chất
xong thì nó cũng lên thành một cái ảnh biểu tượng, chứ không cần phải đến cái máy ảnh nữa, tức là đúng trên rồi. Công nghệ đó ta đúng tạo rồi. Nó thành một cái tác phẩm tạo hình vì nó đã đúng dùng cái giấy ảnh đúng. Dùng cái phim xong rồi nghịch với nó cũng ra thành mà cũng ra thành cái tranh chụp được đấy, nói thế để cho mọi người hiểu đơn giản nó đừng bị trói buộc vào meaningful. Và cái nhận xét của anh Lương rất là hay, tôi thấy rất hay, tức là cái tính chất mà phải có hình ảnh, tức là cụ thể đấy, cứ có một cái vật cụ thể thì nó không phải chỉ ở trong hội họa mà nó phải nó là ở trong cả âm nhạc, cả ở trong văn học. Tức là Việt Nam luôn luôn là vẫn còn ở trong cái trạng thái tinh thần là nó phải có một cái gì đấy nó thật. Thế nên ca khúc một ca khúc mới cho là nhạc, mà trong khi nhạc có lời thì rất là lợi ích. Và việc này nó phân tích ra giữa là nhạc là phải có lời thì nghe nó mới đỡ buồn ngủ, tại vì nó phải có meaning, nó phải có ý nghĩa và nó phải có câu chuyện. Và cho nên là nhạc vàng ấy, hay là nhạc bolero là rất là chuẩn, bởi vì là nó có câu chuyện, câu chuyện nó rất là rõ, câu chuyện sự thật, sự vật rõ ràng. Thế còn bắt đầu trừu tượng hóa, nhạc bắt đầu trừu tượng hóa hơn là khó. Và cuối cùng là nhạc mà không có lời ấy, thì giống như là tranh mà không có hình ấy, tranh trừu tượng thì chỉ có một nhóm nhỏ sử dụng thôi. Đấy, thế thì cái này là cái, và cũng như văn học cũng như vậy, văn học mà không có câu chuyện là người này thì chết đi sống lại, hoặc là bị người này hành hạ hay người kia đau đớn thì không được, mà chuyện nó cứ lêu phêu ở đâu trong một tác phẩm mà không hiểu được cái gì cả, tức là không thấy cái hiện thực ở đâu cả thì không được đánh giá cao, hoặc là đơn giản là không tồn tại được. Thế thì cái điều này nó phản ánh một cái tâm thức về mặt tinh thần rất quan trọng, rất quan trọng. Đấy thì đây là một nhận xét mà tôi nghĩ là các nhà nghiên cứu hay là các nhà phê bình hay kể cả những người nghiên cứu về tư tưởng ấy, hoàn toàn có thể khảo sát cái dân tộc tính ở những cấp độ khác nhau như thế này là hoàn toàn là chủ đề rất nghiêm túc để giải quyết. Và khi mà cái tính chất về mặt tinh thần của một dân tộc ấy, hay là của một nhóm người ấy, hay của một cộng đồng trong lịch sử nó ở mức nào ấy, thì cái hành vi giống loài của họ nó đạt được mức đó, nó cũng sẽ có được mức đó. Và cuối cùng là các sản phẩm nghệ thuật hay là các cái tính chất nhân văn hay là cách ứng xử của họ với thiên nhiên, với những cái, tức là thiên nhiên theo nghĩa là cái mà họ đang sống xung quanh ấy, nó phản ánh đúng điều đó, nó phản ánh đúng cái trạng thái đó. Thế tôi nghĩ là cái này thì tôi không muốn đi quá xa, nhưng mà đây về mặt phương pháp ấy, là tôi nghĩ là hữu ích trong cái những cái quan sát, ví dụ như của những người nghệ sĩ, từ những người nghệ sĩ nhanh lượng nhìn vào khía cạnh nghệ thuật, chúng ta thấy điều đó, và đó là cái điều mà rất là đáng lưu ý. Thế thì tôi nghĩ là thời gian nó đang tiến đến 12:30 và tôi không muốn làm phiền các anh chị nữa, bởi vì chúng ta đều có những cái kế hoạch của một buổi trưa rất là đẹp cuối tuần, mà Hà Nội hình như cũng bắt đầu mở cửa dần rồi. Thế thì sau một cái thời gian mà các anh chị cũng bị gò bó rất nhiều, thì tôi xin phép là được khép lại cái buổi ngày hôm nay ở đây. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị, với các cả mọi người, các bạn, là đây là một trong ba buổi của một cái chùm nói về nghệ thuật hiện đại. Và đây là buổi thứ nhất. Còn hai buổi nữa chúng tôi đã lên lịch rồi, là cũng vào giờ này, y như thế này, vào hai tuần tiếp theo. Có thể thời gian sẽ xê dịch, chúng tôi sẽ thông báo trên fanpage của APD ạ. Là vì nó còn tùy thuộc vào độ mở cửa, rồi là tùy thuộc vào cái thời gian chúng tôi cũng soạn những cái bài với một cái lượng thông tin rất là lớn, không phải là không có áp lực. Và dưới một góc nhìn mới, cũng như là cái sự bảo trì những cái lời mình nói ra, mà nó không phải là cứ nói khơi khơi ra một cách bừa bãi. Nên là chúng tôi cũng xin rằng là sẽ rất sớm cái buổi tiếp theo. Nhưng về thời gian cụ thể thì chúng tôi sẽ báo rất sớm, nó cũng sẽ không quá khoảng 10 ngày đến hơn 10 ngày một chút hay không, tôi sẽ báo sớm trên fanpage. Thì tất cả các bạn là nếu như các bạn còn muốn quan tâm theo dõi đi tiếp cái chương trình này thì các bạn cứ like, cứ theo dõi các cái thông báo ở trên Facebook của trung tâm bảo trợ và phát triển nghệ thuật APD của chúng tôi, đúng không ạ, để chúng ta cùng đồng hành với nhau. Và ba cái bài này nó tạo ra một cái chùm về nghệ thuật hiện đại ở trong một cái chuỗi lại dài hơn nữa, là chuỗi chảy, đúng không, flowing của nghệ sĩ Trần Lương. Và cái chuỗi này thì nó lại có bốn cái cấu phần, mà đây cái cấu phần hiện đại nó chỉ là một thôi, là cái cấu phần thứ hai, còn sau đó lại có hai cấu phần tiếp theo về nghệ thuật đương đại và cũng như là những cái phát triển của nghệ thuật, cái giao thoa của nó với xã hội. Thì các bạn cùng đồng hành với chúng tôi thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ mở mang được rất nhiều để chúng ta có những cái giao tiếp mà trong cái nền giáo dục hiện nay, kể cả là ở giáo dục chuyên nghiệp cho nghệ thuật ấy, cũng tôi nghĩ là không có những cái thảo luận như thế này.
Đấy, thế thì chưa nói đến giáo dục phổ thông. Thế thì tôi rất mong là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong những cái buổi tiếp theo. Và thời gian thì đã hết, thì tôi xin phép là được khép lại cái buổi ngày hôm nay ở đây. Và tất cả những câu hỏi mà các bạn muốn hỏi, tôi nghĩ các bạn mạnh dạn hỏi, viết, gửi qua các cái kênh truyền thông của chúng tôi đây này, thì ban tổ chức của chúng tôi đều thu lượm lại. Và những câu hỏi của các bạn sẽ được trả lời trong những buổi tiếp theo, được thảo luận buổi tiếp theo, bởi vì có những câu hỏi đấy nó mới phù hợp ở những buổi đấy cơ. Và kể cả là những buổi này cũng không sao cả, chúng ta vẫn trở lại để cùng thảo luận với các bạn, được không ạ? Rất mong là chúng ta sẽ gắn bó với nhau theo cái cộng đồng, trên một cái cơ sở cộng đồng có tính tinh thần như vậy. Và về cái đẹp, về cái trí tuệ của chúng ta. Và xin cảm ơn anh Trần Lương, nghệ sĩ Trần Lương. Xin cảm ơn Gen vì cái sự hỗ trợ đồng hành với chúng tôi rất thực chất trong những cái hoạt động này. Và xin cảm ơn ban tổ chức, những người hỗ trợ, những người tình nguyện đã hỗ trợ cho APD để tổ chức nên sự kiện này. Và cuối cùng là xin cảm ơn tất cả các khán giả, các bạn yêu nghệ thuật, yêu tri thức đã tham gia đến tận giờ này, là 12:30 của ngày thứ bảy cuối tuần rất là đẹp của Hà Nội chúng ta rồi. Và các bạn nếu muốn tham gia với APD ở ra vai trò tình nguyện, hay là tham gia những khóa học, hay là có một sự hỗ trợ bất kỳ một cái gì, ở bất kỳ một hình thức gì, hay chỉ đơn giản là một sự tò mò, các bạn đều đến tham gia với chúng tôi. Và chúng tôi luôn luôn là cởi mở, bởi vì tất cả là chỉ vì là cái đẹp và cái thiện ở trong xã hội của chúng ta thôi. Tôi xin cảm ơn anh tiến sĩ Nguyễn Đức Thành đã làm moderator hỗ trợ tôi rất nhiều, mà tôi hy vọng là anh cũng vẫn tiếp tục đồng hành với tôi trong những cái việc tiếp theo. Và tôi cũng xin cảm ơn cái team tổ chức cái buổi talk này, với rất nhiều việc bếp núc phức tạp, bạn những cái nhân viên, những cái người hoạt động nghệ thuật của APD như bạn Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Phương Linh, cái tình nguyện viên như là bạn Tú Anh, bạn Hiền. Cảm ơn tất cả các bạn, rồi xin cảm ơn người đứng đằng sau hỗ trợ, đặc biệt là UpGen, và để cho chúng tôi tiếp tục được tồn tại trong một cái giai đoạn kinh tế cũng như xã hội rất khó khăn này, để tồn tại được, chưa kể chúng tôi lại làm cái việc trên mây trên gió là làm phát triển nghệ thuật, những cái việc nó không trực tiếp đến cơm áo gạo tiền, còn tồn tại ngồi được ở đây là phải là rất vượt khó, bản thân chúng tôi cũng phải lên gân lên cốt để mà sống được, để mà còn tiếp tục phục vụ hoạt động nghệ thuật. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian hơn 2 tiếng ra để tham gia những cái buổi talk này, và hy vọng các bạn tiếp tục đồng hành để chúng ta không vì mục đích gì ngoài mục đích nâng tầm văn hóa xã hội và những cái bù đắp cho những cái khu vực còn thiếu của chúng ta, cho chúng ta, cho những thế hệ sau, cho cái người mà hiện nay họ chưa có điều kiện tiếp cận với lại những cái thông tin phát triển xã hội và thông tin nghệ thuật, thì chúng ta lan tỏa. Tôi xin cảm ơn tất cả. Xin chào. Vâng. Rồi, xin chào ạ. Chúc các bạn một cuối tuần thật đẹp. Bye bye.